Chào mừng các bạn đến với kênh Holic Audio. Trong video hôm nay, chúng ta sẽ khám phá một cuốn tiểu thuyết hấp dẫn. Mời các bạn theo dõi câu chuyện. Đọc thầm truyền thể phim Quang Uyên. Tác giả. Tác phẩm thuộc thể loại, đam mỹ, trinh thám. Nếu các bạn muốn kênh làm về bộ truyện hoặc sách nào vui lòng để lại bình luận bên dưới nhé. Thầm. Quyển 1. Chương 1 cộng 1. Mở đầu. Chân thật, sự chân thật tàn khốc này chích đỏ và đen. Vùng phía Bắc Đại lộ Nam Bình khu Hoa Thị Yến Thành, hệt như một con yêu quái trang điểm nửa mặt vậy. Con đường hai chiều rộng rãi thẳng tắp chia cả Hoa Thị ra làm đôi, khu đông là một trong các trung tâm mua sắm chủ yếu phồn hoa nhất thành phố, khu tây thì là nội thành cũ kỹ bị lãng quên, nơi tụ tập của dân nghèo thành thị. Từ khi khu đông mấy năm liên tiếp đội giá trên trời, nội thành xưa cũ chờ cải tạo cũng được ăn theo, tiền đền bù giải tỏa như thuyền lên theo nước. Dỏ các công ty phát triển chạy mất dép, dựng lên một hàng rào tư bản trong ngõ nhỏ chật trội nghèo khó. Người dân trong những ngôi nhà ọp ẹp cả ngày ảo tưởng có thể nhờ căn phòng lục sụp hơn chục mét vuông này để phất lên chỉ trong một đêm, trên tinh thần đã hưởng thụ trước cảm giác hơn người ta khi nhà đền bù giải tỏa sẽ được mấy trăm vạn. Đương nhiên, các phú ông trăm vạn trong khu ổ chuột này vẫn phải ngày ngày sò dép lê xếp hàng đổ bô. Đêm đầu hả còn xe lạnh đôi chút nóng bức tích tụ từ ban ngày mau chóng tan tác, các quán nướng nhỏ chiếm đường phi pháp ở khu Tây lục tục dọn hàng, người dân hóng mát cũng về nhà hết từ lâu rồi, thì thoảng có bóng đèn đường cũ điện không ổn định chớp tắt, át hẳn là do đám nhà trọ gần đó kéo trộm điện. Mà ở khu phồn hoa cách một con đường, cuộc sống về đêm chỉ mới bắt đầu. Chập tối, trong một quán cà phê sát đường ở khu mua sắm phía đông, nhân viên phục vụ mới tiễn một nhóm khách lớn rốt cuộc có cơ hội thở ra một hơi dài, xong không đợi cô đưa mũ quan cười đến cứng đơ về vị trí cũ, cái chuông nhỏ treo trên cửa thủy tinh lại reo. Phục vụ đành phải một lần nữa trưng ra nụ cười mỉm tám cái răng đúng tiêu chuẩn, chào mừng quý khách. Một ly vanilla latte ít đắng, cảm ơn. Khách là một thanh niên cao giáo, để tóc dài gần chạm vai, mặc âu phục vừa thoải mái vừa nghiêm túc, đeo kính gọng kim loại, gọng kính nhỏ đè trên sống mũi cao thẳng. Anh ta cúi đầu tìm ví tiền, mái tóc dài cong vào cầm che khuất non nửa khuôn mặt, dưới ánh đèn mũi và môi như chất một lớp men nhợt nhạt, thoạt nhìn có khí chất lãnh đạm đặc biệt cấm dục. Ai chẳng thích cái đẹp, nhân viên phục vụ không khỏi nhìn anh ta vài lần, đoán sở thích của khách mà trả lời, anh có muốn đổi thành vanilla không đường không? Không, nhiều đường vào. Khách đưa tiền lẻ, ngẩng đầu lên, nhân viên phục vụ vừa vặn chạm phải ánh mắt anh ta. Có lẽ do phép lịch sử, khách nở một nụ cười, khóe mắt sau kính hơi cong lên, nụ cười dịu dàng lại có phần mờ ám chỉ khoảnh khắc đã xuyên thấu qua sự đứng đắn giả dối trong vẻ nghiêm túc vừa rồi. Bấy giờ cô phục vụ mới phát hiện, tuy ngoại hình vị khách này rất đẹp, nhưng không phải là cái đẹp đàng hoàng đứng đắn, mắt hơi đào hoa, mặt cô tự dưng hơi nóng lên, vội vàng tránh ánh mắt khách, cúi đầu ghi order. May mà lúc này có người đến giao hàng, phục vụ vội tìm chút việc cho mình làm, cao giọng gọi người giao hàng ra đằng sau kiểm tra với hóa đơn. Giao hàng là một cậu trai trẻ tầm trên dưới 20 tuổi, tràn trề thanh xuân. Dưới ánh chiều tà chiếu vào quán, làn da ngăm đen, cậu ta cười khoe hàm răng trắng tinh, tràn đầy sức sống mà chào hỏi, chào người đẹp, hôm nay khí sắc chị không tệ, chắc đắt hàng lắm nhỉ. Phục vụ nhận lương tháng, chẳng trông mong quán làm ăn tốt, nghe lời nịnh nhầm này, giờ khóc giờ cười xua tay, cũng được, em mau đi làm việc đi, lát ra chị rót cho ly nước đá thiếu niên giao hàng mừng rỡ reo một tiếng, giờ tay lau mồ hôi lấm tấm trên trán. Thái dương cậu ta có một vết sẹo nhỏ hình trăng khuyết, trông giống một bao thanh thiên gián lệch đạo cụ. Trong lúc phục vụ pha cà phê cho khách, cậu trai giao hàng đã nhanh nhẹn đọc hết một lần bảng kê hàng hóa. Giao hàng xong, cậu ngả lên quầy chờ nước uống, câu được câu trăng mà hỏi, người đẹp ơi, chỉ có biết khách sạn thừa quang nằm ở tòa nhà nào không? Khách sạn thừa quang, phục vụ cảm thấy hơi quen tai, tạm thời chưa nhớ ra, thế là lắc đầu, chị không rõ lắm, em hỏi làm gì. À, thiếu niên giao hàng cúi xuống gãi đầu, không có gì, em nghe nói hình như bên đó đang tuyển người giao hàng. Phục vụ hơi cầu thả, không chú ý động tác nhỏ do chột dạ này, vừa đậy nắp ly giấy vừa thuận miệng nói, để chị hỏi người khác xem của anh đây tiên sinh, cẩn thận nóng đấy. Khách mua cà phê chắc rỗi lắm, đưa mắt nhìn cậu trai giao hàng kia, uể oải xen vào một câu, khách sạn thừa quang không nằm trong tòa nhà thương mại mà ở khu giải trí tư nhân đằng sau sao họ còn tuyển người giao hàng à có cần tôi tiện đường dẫn anh đến không phục vụ rốt cuộc nhận thấy khác thường hoài nghi ngẩng đầu nhìn cậu thiếu niên giao hàng khu giải trí tư nhân thiếu niên kia thấy lời nói dối bị vạch trần làm mặt quỷ rồi cầm ly nước đá và bảng kê hàng hóa chạy đi như một làn khói đằng sau khu mua sắm trung tâm đèn điện sáng trưng phía đông là hàng loạt vùng xanh hóa và cảnh quan nhân tạo, đi vào một km, có thể lờ mờ nhìn thấy nhà cửa xa hoa ngạo mạn ở chính giữa khu cảnh quan trùng điệp họ nhất định xây nhà ở đây, bởi vì bản thân yên tĩnh không hề đáng tiền, yên tĩnh giữa ồn ào mới đáng tiền. Các khu đốt tiền phong cách khác nhau vây tầng tầng bên ngoài cảnh quan, lấy phong cách làm trục, đắt tiền ở bên trong, rẻ tiền nằm sát đường. Trong đó, nơi đắt nhất tốt nhất phong cách nhất, chính là khách sạn thừa quang. Chủ của nơi đây chẳng những lắm tiền, về mặt học làm sang cũng rất có trình độ, sân xây sửa rất phục cổ, trông y hệt trung tâm bảo vệ văn vật vậy. Mới hoàn thành chưa lâu, để khoe khoang, ông chủ còn đặc biệt mời một đám bạn bè không phú thì quý đến tạo tiếng. Có kẻ đến xã giao, có người bàn chuyện làm ăn, một số đơn thuần đến cổ vũ, còn có không ít tới góp vui, định dùng mặt và cơ thể làm vé vào cửa. Bãi đậu xe đậu đầy xe sang đủ các kiểu. Dựng lên một đài danh lợi chiêm chống vang trời Khi phí độ đi bộ tới Hắn đã uống hết một ly cà phê ngọt phát ngán Cách rất xa đã nghe thấy tiếng nhạc và tiếng người Hắn tiện tay nhét cái ly giấy không vào thùng rác ven đường Nghe có người ở cách không xa huyết tiếng sáo lạc điệu Chủ tịch phí, ở đây này Phí độ nghiêng đầu Trông thấy một nhóm người đứng ở không xa Đều là phú nhị đại chơi bời lêu lồng Tay thanh niên cầm đầu ăn vận cực kỳ mốt Đeo một đống linh tinh lên người chính là một trong số hồ bằng cầu hữu của hắn, Trương Đông Lai. Phí độ cất bước đi tới, chế nhạo tôi. Ai dám chế nhạo ông? Trương Đông Lai tùy tiện bá vai phí độ, tôi thấy xe ông đến từ sớm, tôi chờ ông ở đây cả buổi rồi, ông đã đi đâu thế? Mà ông ăn mặc kiểu gì vậy, mới ký hiệp định thương mại song phương với Tổng thống Mỹ à? Phí độ không thèm ngẩng lên, ông cút đi. Trường Đông Lai biết điều ngậm miệng một phút, kiềm chế đã đến cực hạn, không được, ông thế này trông gớm quá, y như dẫn cha theo vậy, lát làm sao tán gái đây. Phí độ dừng chân, trước tiên giơ một ngón tay kéo kính xuống, tiện tay dắt lên cổ áo trương đông lai, sau đó cởi áo khoác âu phục, sắn tay áo sơ mi, bắt đầu cởi khuy. Hắn cởi bốn khuy liên tiếp, lộ ra một giải hình xăm to không biết tên ở ngực, sau đó vào xù tóc, túng tay trương đông lai tới. Tháo ba cái nhẫn to hơn cả đồ cải áo của tên này đeo lên tay mình, thế này được chưa, con trai? dù trương đông lai tự thấy kiến thức rộng rãi cũng bị vụ biến thân tại chỗ siêu màu mè này làm lóa mắt phí độ làm chùm trong đám phú nhị đại này bởi vì những tên khác ngừng đầu lên có cha già đều còn là thái tử mà công tử phí từ nhỏ mất mẹ mới trưởng thành thì cha lại gặp tai nạn giao thông thành người thực vật hiện giờ đã đăng cơ sớm cao hơn đám kia một bậc hắn có cả đống tiền lại không ai quản giáo lẽ đương nhiên trở thành máy bay chiến đấu trong đám con nhà giàu này may là hắn không có hứng thú đóng vai kỳ tài buôn bán, trên việc đàng hoàng xem như theo quy theo củ, không dỗi việc đầu tư lung tung, chỉ đơn thuần dựa vào hai chữ chơi bời mà phá của, trong một lúc cũng chẳng phá hết được. Nhưng gần đây chẳng biết uống lộn thuốc gì mà hắn ta đã một thời gian không ăn chơi lêu lỏng, giống như muốn rửa tay chậu vàng rồi. Phí độ hai tay đút túi, đi về phía trước vài bước, đã nói rồi, hôm nay tôi đơn thuần là đến cổ vũ, 12 giờ sẽ đi. Trường Đông Lai, chán ông quá phí ra à. Một đám con nhà giàu tụ tập, chưa đến sau nửa đêm đã đi, có khác gì căn bản không tới. Phí độ không nói gì. Trường Đông Lai hỏi, tại sao vậy? Tôi đang nghiêm túc theo đuổi bà xã tôi, phí độ dừng dưng nói, vừa chơi bời vừa theo đuổi, có thích hợp không? Làm vậy có vẻ thiếu đẳng cấp. Trường Đông Lai nhìn áo sơ mi và mái tóc dài bị gió đêm thổi bay của hắn, trừ buông thả ra thực sự cũng chẳng cảm thấy có đẳng cấp gì rào hai bước đuổi theo nói ông khùng à ném bỏ rừng rậm ôm um tùm nhất định phải tìm một gốc vừa già vừa nghèo phí độ đột nhiên quay đầu lại lãnh đạm nhìn trương đông lai ở hắn có khí chất mâu thuẫn kỳ lạ lúc cười toàn thân là hoa đào một khi đanh mặt thì cảm giác nghiêm túc sắc bén đó lại có thể dán lên không khe hở ánh mắt cơ hồ hơi dọa người trương đông lai khựng lại không tiếp tục được hắn tự tát mặt mình một phát chết, nói sai rồi, hôm khác nhất định phải nhận lỗi với chị dâu mới được. Hai chữ chị dâu tự dưng lấy lòng phí độ, khuôn mặt đen lại dịu đi, hắn ta khoát tay, xem như rộng lượng cho qua chuyện vừa rồi. Trường Đông Lai trợn mắt nhìn trời, cảm thấy chúa công đã bị yêu cơ mê hoặc, quốc sắp không thành quốc rồi. Phí gia nói được làm được, vừa đến 12 giờ liền như cô bé lọ lem nghe thấy tiếng chuông, đúng giờ rời khỏi hắn xuyên qua đám yêu ma quỷ quái lúc nhúc, vòng qua một tên bại não dơ sâm panh khen ngợi hắn, tới cánh rừng nhỏ tìm Trương Đông Lai. Trương Đông Lai đang trao đổi vấn đề hài hòa sinh mệnh với một người đẹp, cả hai thảo luận say xưa, không nhìn thấy ai khác. Tên bại não lè nhè nói, tham quan phát tài cha chết, phí ra, anh mới thật sự là người thắng cuộc. Cảm ơn, cha tôi còn chưa chết đâu. Phí độ lịch sự gật đầu một cái, rồi thò đầu hỏi Trương Đông Lai, đang bận hả? Trường Đông Lai cũng là một tên bừa bãi không biết xấu hổ, huyết sáo hỏi, phí ra, chơi chung không? Không, phí độ không dừng bước, đợi lát nữa ông thấy cơ thể gợi cảm của tôi, nhất thời không cầm được bắn sớm, truyền ra mất mặt lắm, phải chứ người đẹp. Thôi tôi đi đây. Nói xong, hắn mặc xác Trương Đông Lai ở phía sau om sòm, nhanh chóng đi theo con đường đá, chẳng hề loạn choạng, không giống bị chút rượu cả một buổi tối chút nào. Đợi đến bãi đậu xe, hắn đã cài khuy lại, theo đúng luật gọi người lái thay, dựa lên một gốc hòe to chờ đợi. Yến thành cuối xuân đầu hạ luôn thoang thoảng mùi hoa hòe, hương thơm ấy thường từ trong xó xỉnh bay ra, như có như không, tùy tiện một làn khói xe ô tô cũng có thể che phủ, nhưng nếu lắng động một lúc không ai quấy dày, nó lại tự bay ra lần nữa. Trong tiếng nhạc sập xình của khách sạn thừa quang đằng xa pha lẫn tiếng cười đùa và huyên náo, phí độ quay đầu lại híp mắt nhìn thoáng qua, thấy một nhóm các cô gái trẻ đang chơi trò chơi với mấy ông thịt tươi già bụng phệ. Giờ này, ngay cả khu Đông Nam Bình, hầu hết cửa hiệu đều đã đóng kín, chân quân tử lẫn ngụy quân tử đến phát danh thiếp tạo quan hệ cơ bản sẽ rút trước 12 giờ. Những kẻ ở lại đều hiểu ngầm lẫn nhau, chuẩn bị tham gia khâu tử trì nhục lâm kế tiếp. Phi độ ngắt một nắm hoa trắng nhỏ, thổi bụi đất rồi bỏ vào miệng thong thả nhai. Hắn buồn chán mở danh bạ, ngón tay dừng chốc lát trên cành sát đào, đột nhiên ý thức được đã khuya rồi, thế là lại thôi. Hắn lặng lẽ đứng một lúc, thành thơi huyết sáo với vị ngọt hoa hòe trong miệng, dần dần thành làn điều. Mười phút sau tài xế tới, thận trọng lái chiếc xe dương nanh múa vuốt của công tử phí chạy từ từ trên đại lộ Nam Bình. Phí độ ngả lên ghế lái phụ nhắm mắt nghỉ ngơi, phần mềm ứng dụng trong di động đang phát một đoạn đọc truyện, giọng nam trong veo đều, đều đều đọc. Julian trả lời, tôi có một số kẻ địch giấu mặt, Tài xế là một sinh viên vừa học vừa làm, khá hận đời, cho rằng phí độ không phải phú nhị đại ăn chơi đàng điếm thì là diễn viên hạng bét đã sửa nát mặt, đột nhiên nghe đoạn đọc chuyện này, không khỏi sừng sốt nhìn lướt qua hắn. Lúc này, đối diện có một chiếc xe bật đèn chiếu xa, suýt nữa mù mắt tài xế, cậu ta chửi thầm một tiếng đồ điên, xoay vô lăng theo bản năng, chiếc xe bật đèn pha lướt qua nhanh như chớp. Tài xế còn hơi loa mắt, không thấy rõ đó là xe gì, không thể chọn câu chửi thầm thích hợp giữa có tiền thì giỏi lắm à và nghèo hèn ngu dốt thì đừng lái xe, cảm thấy khá tiếc nuối. Sau đó nghe bục một tiếng, cậu ta nghiêng đầu nhìn, thì ra là chiếc di động người thuê cầm hờ trong tay trượt xuống. Câu chuyện vẫn còn tiếp tục, một con đường không hề vì ven đường mọc kín bụi gai mà đánh mất vẻ đẹp của nó, người lữ hành vẫn tiến về phía trước, để đám bụi gai đáng ghét ở lại nơi ấy chết héo đi. Phí độ ngủ không biết trời trăng gì, hóa ra hắn ta dùng chương trình này để du ngủ mình. Tài xế mặt không biểu cảm thu ánh nhìn về. Chợt, quả nhiên vẫn là hạng bao cỏ bề ngoài và ngọc bên trong rỗng tuếch. Trong đêm khuya, tài xế trẻ tuổi vừa nghĩ ngợi lung tung vừa vững vàng lái thẳng trên đại lộ Nam Bình. Mà sau khi họ đi xa, chiếc xe vừa nãy khiến cậu ta chói không mở nổi mắt thắt đèn lớn, yên ắng dễ đi, quen đường quạt vào khu Tây yên tĩnh. Gần một giờ sáng, bóng đèn đường chớp tắt suốt nửa đêm hoàn toàn đi đời nhà ma, một con mèo hoang tuần tra lãnh địa nhảy lên tường. Đột nhiên, nó ngoa một tiếng, lông toàn thân xù hết lên. Ánh trăng yếu ớt chiếu lên mặt đất, dọi sáng mặt một người, người này dạng chân nằm dưới đất, khuôn mặt sung huyết xương phù cơ hồ không nhận ra hình dáng ban đầu, chỉ thấy được thái dương có một vết sẹo nhỏ hình trăng khuyết, trên chán dán một mẩu giấy trắng bị xé chẳng theo quy tắc nào, giống như quỷ họa phù chấn thi vậy người đã chết hẳn. Con mèo hoang xù lông sờ qua hụt chân trước, không cẩn thận trượt khỏi bức tường lè tè, nó lăn tròn ngay tại chỗ, cắp đuôi chạy thẳng một mạch không dám quay đầu lại. Chú, Julian trả lời, và một con đường đều đến từ đỏ và đen, tác phẩm của tiểu thuyết gia người Pháp Stendhal. Đọc thầm Quyển 1 Chương 1 cộng 2, Julian 1 8 giờ sáng tại Tổng cục Công an Yến Thành người của các phòng đã bắt đầu lục tục đến, tiểu tôn nhân viên hậu cần của phòng hành chính ngáp một cái, ôm một bình nước mới vào văn phòng cục trưởng, mở cửa mới phát hiện cục trưởng Trương đã pha xong ly trà thứ nhất, đang gọi điện thoại với vẻ mặt nghiêm trọng. Cục trưởng của họ đã ngoài 50, rất gầy, là một ông già cổ hủ tính nóng như lửa. Ông già này đi đâu cũng phải tự mang nước trà, bình thường sử dụng một chiếc di động không thông minh nạp pin một lần dùng cả nửa tháng, hàng ngày đi làm tuyệt đối không mặc thường phục một năm bốn mùa mấy bộ đồng phục đổi nhau, chán hẳn một nếp nhăn rất sâu, như con mắt thứ ba của nhị lang thần, đó đều là do ông già nhìn ai cũng không vừa mắt tích lũy tháng ngày mà ra, nụ cười hiếm như đá nở hoa vậy. Chiếc điện thoại bàn cũ mềm trong văn phòng tiếng hơi to, tiểu Tôn quỳ xổm xuống xé lớp bọc ngoài bình nước, nghe thấy đầu dây bên kia có người om sòm nói, "Lãnh đạo, tôi biết chuyện này bây giờ xảy ra ở khu vực tôi quản lý, quả thật là tôi không làm tròn trách nhiệm, nhưng Tiểu tôn ngó hai đầu mày khó tách ra của cục trưởng trương, bụng nghĩ lại xảy ra chuyện gì rồi. Yến Thành đang tổ chức một hội nghị quốc tế vô cùng quan trọng, hiện tại người lãnh đạo lẫn phóng viên các nước trên thế giới đều có mặt ở đây, không ít công ty trường học cho nghỉ, xe riêng trong toàn thành phố nhất loạt hạn chế theo biển số chẵn lẻ, cả bộ an ninh đều căng thẳng cao độ. Đại khái biển số chẵn đi ngày chẵn, biển số lẻ đi ngày lẻ. Tiểu tôn nhìn thấy cục trường từ cổ trở lên bắt đầu sấm chấp đi đùng, cố ý hạ thấp giọng, gắng hết sức hòa hoãn nói, phía bắc đại lộ Nam Bình, cách hội trường chính chưa đầy ba cây số, hôm trước họp tôi đã nói, tháng này bất luận thế nào cũng đừng để xảy ra chuyện, tốt nhất là cả quầy hàng lưu động ven đường cũng dẹp hết đi, mà chú cho tôi hẳn một vụ án mạng, lão vương, chú hoàn thành nhiệm vụ, vượt mức đấy. Nhưng lãnh đạo à, đó là nửa đêm. Thông báo tăng cường tuần tra ban đêm một tháng trước đã gửi xuống các đơn vị, chú còn muốn yêu cầu phần tử tội phạm cũng giữ nguyên giờ làm việc 8 tiếng à? Vâng vâng, không phải tôi trốn tránh trách nhiệm, nhưng xếp cũng biết, phía tây khu hoa thị vốn phức tạp, dân ngoại lai lại đông. Cục trưởng Trương Kiên Nhẫn nói vớ vẩn với người phụ trách phân cục khu hoa thị 5 phút, phát hiện bên kia chẳng những không biết hối lỗi, còn anh nói qua tôi nói lại mà viện cớ. Ông bất thình lình nổi cơn tam bành không báo trước, hậu tích bạc phát gầm lên, tôi biết cái đếch khu Tây không phải khu trực thuộc của chú, không phải địa bàn của chú. Bây giờ chú nói phức tạp, thế mẹ kiếp trước đây chú đã làm gì? Hậu tích bạc phát, tích nhiều dùng ít, nguyên là quân tử hậu tích nghi bạc phát. Tiểu tôn và phân cục trưởng đầu dây bên kia nghe tiếng gầm này đều câm như hến. Cục trưởng trương bưng ly trà lên uống một hớp hạ hỏa, không gạt kỹ bã trà, phun lá trà về ly phụt một phát. Tiếp đó, ông dơ nhất xương chỉ, mổ cò trên bàn phím đóng bụi ra hai chữ siết cổ, ảnh chụp màn hình các bản tin trong hệ thống mạng nội bộ lập tức ùn ùn bay ra. Dạng sáng hôm nay, trong hẻm nhỏ khu Tây Hoa Thị phát hiện một xác chết nam trông rất dữ tợn. Vụ này thoạt tiên bị đăng lên mạng như một tin giật gân bản địa, song trên mạng có quá nhiều những chuyện giật gân hơn, nên mới đầu chẳng hề gây chú ý. Nhưng lãnh đạo phân cục Hoa Thị chỉ sợ xảy ra chuyện vào thời điểm nhảy cảm, đã làm một việc ngu mu xuẩn muốn lặng lẽ ém vụ này xuống, thoạt đầu xóa đi, sau đó dấu đầu hở đuôi nói là phát hiện xác dân vô gia cư chưa rõ nguyên nhân cái chết. Không ngờ bọn du thủ du thực phát hiện thi thể sớm nhất ngứa tay, chụp ảnh hiện trường rõ nét, đăng lên theo một cách rất được mọi người ưa thích, phối hợp với thái độ giấu giấu giếm giếm của phân cục trước đó, đám dân thành thị chen trúc trên tàu điện ngầm giờ cao điểm phát huy liên tưởng phong phú, khiến chuyện bé bằng cái rắm xôn xao dư luận, ngay cả thị chính cũng đặc biệt gọi điện thoại tới hỏi. Cục trưởng Trương đeo kính lão, Mở bài đăng trước khi bị xóa có lượt xem cao nhất, tiêu đề nội thành dường như xuất hiện băng cướp siết cổ. Hiển nhiên cách nói này ai cũng thích, lại thêm hình ảnh rành rành, vừa mở ra, một tấm ảnh chụp thi thể không hề làm mờ gây chấn động mạnh đã lù lù trên màn hình. Cục trưởng Trương Ông cảm thấy vừa rồi mình đã gầm sớm, xong tuổi tác đã lớn, giọng không lên cao hơn nổi, đành phải dùng âm lượng bình thường, tôi cảm thấy chú ở hệ thống chúng ta thật uổng phí tài năng đáng ra phải cho chú làm ở công ty quảng cáo mới đúng, hiệu quả tuyên truyền tuyệt lắm. Đều do đám ôn con chỉ sợ thiên hạ không loạn đó, đi chụp ảnh chung với người chết, anh nói có thất đức không? Lãnh đạo cứ yên tâm, mấy đứa đó tôi tóm hết rồi, ảnh và bài đăng cũng đang xóa, tuyệt đối có thể khống chế được. Cục trưởng Trương dựa lưng lên ghế, không ngừng xoa ấn đường, hiện giờ quan trọng nhất là tranh thủ thời gian phá án, có hung thủ bắt hung thủ, có phạm nhân tóm phạm nhân, xóa bài. Chú là quản lý mạng à? Phải mau chóng xử lý chuyện này, quản kỹ miệng cấp dưới. Lát tôi điều vài người từ Cục Công an thành phố tới chỉ đạo kỹ thuật cho các chú, Vương Hồng Lượng, trong vòng một tuần, nếu không cho tôi một kết quả thuyết phục, chú hãy tự viết báo cáo mà cút đi. Cục trưởng Trương Nạt vào mặt phân cục trưởng rồi cúp máy, tiểu tôn vội vã bỏ cái bình không qua một bên, cầm quyền sổ nhỏ tùy thân, dự cảm có thể ông già cục trưởng có chuyện muốn nói. Quả nhiên, Cục trưởng Trương đưa tay ra hiệu, đi gọi người của đội hình sự tới đây. Tiểu tôn ngẩng đầu lên, cục trưởng, gọi hết tới à? Cục trưởng Trương trầm ngâm dây lát, ánh mắt tập trung vào màn hình tinh thể lỏng trước mặt khuôn mặt xác chết trên ảnh đã sưng phù xấu xí, ngũ quan vặn vẹo, nhưng vẫn có thể nhận ra nó thuộc về một thanh niên, nạn nhân há miệng, tựa hồ hơi kinh ngạc, thất thần quay về màn ảnh. Tìm lạc văn chu, kêu cậu ta dẫn người đích thân đi một chuyến. Cục trưởng Trương nói, Vụ án chưa hẳn quá phức tạp, bảo cậu ta là chờ qua tháng này tôi sẽ xử lý lão già Vương Hùng lượng đó, cậu ta biết phải làm thế nào. Tiểu Tôn. Ánh mắt cục trưởng Trương lướt qua cặp kính lão, nghi hoặc nhìn cậu. Cục, cục trưởng, Tiểu Tôn miễn cưỡng mỉm cười, đội trưởng Lạc. Anh ấy còn chưa đến đâu. Lạc Văn Chu là một ông lớn ngày ngày đi làm sát giờ, chỉ cần không phải trực, quy định 8 giờ rưỡi vào làm. 8 giờ 29 phút anh ta cũng tuyệt đối chưa xuất hiện ở chỗ ngồi. Hôm nay còn gặp ngày xe bị hạn chế, Lạc Văn Chu không muốn chen chúc trên xe công cộng, bèn moi dưới tầng hầm nhà họ ra một con ngựa sắt nhị bát một, dư sức vào viện bảo tàng, tự mình hì hục sửa một phen, rồi lắc lư đi ra đường. Khuôn mặt anh ta rất anh Tuấn, cơ hồ có nét thanh xuân, song trên thần thái và khí chất lại có thể nhận ra đây là một người đàn ông trưởng thành. Anh ta đeo tai nghe, sắn tay áo sơ mi, dưới sơ mi thoải mái vừa người lộ ra đường cong cơ thể như ẩn như hiện, đôi chân dài cưỡi con nhị bát sườn ngang kiểu cũ cũng có thể chống đất. Trên tay lái bên trái treo một mớ bánh kép, bên phải treo 6-7 ly sữa đậu nành, Lạc Văn Chu thả lỏng hai tay đặt lên tay lái quá tải nghiêm trọng, đúng giờ đạp vào cổng cục công an thành phố. Vừa vào cổng, Lạc Văn Chu liền nhìn thấy bảo vệ đang chặn một em gái giao hoa. Không cho vào tại sao không cho vào? Cô bé à, đây là cục công an, không phải hoa quả sơn, được chưa? Biêu phẩm thống nhất đặt ở phòng nhận gửi để kiểm tra ghi vào sổ. Hoa tươi làm sao để trong phòng nhận gửi được? Chẳng héo rũ à, cô gái giao hoa quay đầu lại nhìn thấy Lạc Văn Chu liền chỉ, không cho tôi vào, thế cái người giao cơm kia sao lại được vào? Bảo vệ, Lạc Văn Chu ngẩng đầu lên, nhìn cô gái kia cười khoe nguyên hàm răng trắng, tại vì anh chàng giao hàng anh Tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phong. Bảo vệ rất đỗi sầu lo cho hình tượng của cục công an thành phố. Chào buổi sáng đội trưởng Lạc. Chào buổi sáng, anh đã ăn chưa? Chưa ăn thì tự lấy đi. Lạc Văn Chu chống một chân xuống đất, hoa của ai vậy người đẹp? Để anh mang vào cho. Cô gái giao hoa rất ngượng ngùng, luống cuống lật một tấm thiệp nhỏ, a. À. Tặng một tiên sinh tên, tên là Đào Nhiên của đội hình sự. Đúng 8 giờ rưỡi, Lạc Văn Chu đúng giờ đi vào văn phòng ném bó hoa lên bàn đào nhiên của ông này. Anh vừa mới nói vài chữ, cục trưởng đã gấp gáp phái người đến tóm, Lạc Văn Chu đành phải nuốt phần sau lại, vỗ mạnh bàn đào nhiên một cái, chờ tôi trở lại. Cả đội hình sự đều giật mình, đồng loạt ngây ra như phỗng nhìn bó hoa tươi mắt trước mặt cảnh sát đào, như thế dưới cuống hoa giấu một quả bom hẹn giờ vậy. Nữ cảnh sát lang kiều lấy kính lúc và bao tay dùng một lần trong ngăn kéo ra, cẩn thận nhô người qua từ bàn làm việc cách một vách ngăn, ngắm nghĩa bó hoa một vòng, sau đó lôi ra một tấm thiệp bằng giấy cứng thơm nước mùi nước hoa. Trước những ánh nhìn chăm chú của mọi người, cô gái dũng cảm này mở thiệp ra với sắc mặt nghiêm trọng, chỉ thấy trên đó dùng chữ khai cực kỳ ngay ngắn viết, gió quá lớn, tay chân tôi đều lạnh ngắt, mà lòng tôi lại rất ấm áp. Nhưng tôi không rõ vì nguyên nhân gì mà lòng luôn rất mềm. Phải ở gần anh, thì tôi mới không đến nỗi khó sống. hai, Ký tên là Phí, Lang Kiều nói, phí gì. Đào nhiên giật lại, đừng nghịch nữa, đưa anh. Té ra là bạn gái tặng, em còn tưởng xếp lạc muốn thổ lộ với anh trước mặt mọi người chứ. Đồng nghiệp xung quanh nhau nhau vút ngực, liên tục không đồng thanh làm sợ muốn chết. Kế đó, đám ế đông đảo khôi phục sức chiến đấu bằng tốc độ ánh sáng, lao tới sâu xé đồ ăn sáng lạc văn chu mang đến, đồng thời làm hết chức trách mà dơ cao lá cờ lên án phần tử lạc loài. Đội phó, chừng nào rời đoàn, đã làm báo cáo chưa? Tổ chức đồng ý chưa? Đào đào chẳng hòa vào không khí trông gì hết, chán ngắt. Đội phó đào, lương tháng này tôi còn thừa 37 đồng 6, không có tiền mua thức ăn cho chó đâu, anh xem mà làm đi. Đi đi đi, đào nhiên cất thiệp, lại tìm một chỗ kín dấu hoa, bạn gái ở đâu ra? Đừng có nói lung tung. Một bó vật chứng to đùng lộ ra trước bàn dân thiên hạ, mà tên này còn muốn nói dối mọi người nghe vậy tức khắc ùa lên như ong vỡ tổ, định bao vây chặn đánh đội phó. Lúc này, Lạc Văn Chu khi nãy vội vàng rời khỏi một lần nữa mở cửa bước vào, vỗ không cửa, khu hoa thị xảy ra một vụ án mạng, chọn hai người đi cùng tôi một chuyến, nhanh lên. Nhị bát là một loại xe đạp có sườn ngang tương tự xe đạp nam bây giờ, phổ biến vào những năm 60 năm 70 thế kỷ trước. Gió qua lớn, trích trong tương hành thư giản của thầm Tòng Văn. Đọc thầm Quyển 1, chương 2, Julian 2 Gần đại lộ Nam Bình là khu bị ảnh hưởng nặng từ giờ cao điểm, ôn tắc từ 6 giờ rưỡi sáng đến tận 10 giờ khuya. Thành phần trí thức về khu mua sắm trung tâm ở khu đông và các xe máy đi đầy đường thường đụng đầu trong ngõ hẹp, nếu thêm một chiếc xe buýt chậm như rùa chặn ngang là có thể tạo thành cuộc gặp thế kỷ một kẻ cũng chạy không nổi. Tình hình giao thông ở khu Tây càng phức tạp hơn, đường chỗ rộng thì rộng quá, chỗ chật lại chật quá, thò ra thụt vào y như răng chó vậy. Người dân địa phương xây dựng lung tung thành phong trào, ngõ cụt đâu đâu cũng thấy, xe cơ giới vào nhầm như lũ sâu bỏ mắc mạng nhện phải liều mạng tả sung hữu đột mới có thể gặp lại ánh mặt trời. Lạc Văn Chu thò đầu ra ngoài cửa sổ, cho còi cảnh sát hộ một tiếng, hô to, này anh đẹp trai, bọn tôi đang thi hành công vụ, không qua được, phiền anh rời con xế xịn trước cửa đi được không? Trong sân ngôi nhà máy bằng tế bên đi ra một ông cụ, môi sệ xuống nhìn anh một cái, run rẩy đẩy chiếc Mobility Scooter vào sân. Còn Mobility Scooter dành cho người già ở bên trái dán chuyên dùng đón cháu, bên phải dán càng dục càng chậm thích thế đấy, đang đi còn gâu một tiếng, Lạc Văn Chu sừng sốt đẩy kính dâm trên mũi lên, cúi đầu nhìn thấy đằng sau chiếc xe nhảy ra một con chó to lông vàng. Con chó đi đến cạnh xe cảnh sát, nhìn anh một cái, công nhiên giơ chân sau quay vào bánh xe. Lạc Văn Chu hít sáo một tiếng, hiền lành nói, đái đi cưng, đái xong anh xẻo chim kẹp bánh ăn luôn. Cách ăn này thật sự mới lạ, con chó chưa nghe bao giờ, lập tức bị mùi lưu manh thâm niên của cảnh sát lạc dọa sợ, ẳng một tiếng cắp đuôi trốn mất tăm. Làng kiểu dơ cái laptop cứng ngắc lên che mặt, xếp lạc, anh có chú ý tới ghế sau còn một người phụ nữ thanh niên chưa kết hôn không bên phân cục gửi tư liệu hiện có đến rồi đây. Đồng chí phụ nữ này hãy chọn thông tin khách quan nói vắn tắt. Lạc Văn Chu thông thả lái xe cảnh sát ra khỏi hẻm nhỏ đã được dọn thoáng đi, bỏ qua phần ước đoán chủ quan, lão già Vương Hồng lượng đó chỉ biết nịnh bợ, phân cục hoa thị thượng bất chính hạ tắc loạn, đều chẳng nên hồn gì. À, nạn nhân tên Hà Trung Nghĩa, nam, 18 tuổi, đến từ vùng khác, là nhân viên giao hàng của một chuỗi quán cà phê. Ngáy thi thể có vết lõm, nguyên nhân cái chết là ngạt thở. Cũng chính là bị siết cổ chết bước đầu phỏng đoán hung khí là một thứ tương tự mảnh vải mềm. Thời gian tử vong trong khoảng 8 đến 11 giờ đêm qua, tình hình cụ thể còn phải chờ pháp y tiến thêm một bước xác nhận a. À, đúng rồi, thi thể được phát hiện ở phía sau phòng trọ của nạn nhân không xa, cho nên lập tức xác nhận được danh tính. Lạc Văn Chu lái xe rất giỏi, cơ hồ dùng thao tác cấp mm chui qua ngõ hẹp cực kỳ nguy hiểm, còn có thời gian xen vào hỏi, lời đồn băng cướp siết cổ thì từ đâu mà có? nghe nói là vì nạn nhân bị cướp sạch tiền bạc, điện thoại di động mất, ví cũng moi hết vứt kế bên, nhưng cũng chưa chắc có phải là do hung thủ lấy hay không. Lang kiều nhanh chóng xem mail, đúng rồi, người bảo án nói là, có một tờ giấy che trên mặt thi thể, trên có một màu băng keo, vừa vặn dính lên tóc nạn nhân, mặt hướng vào trong viết chữ tiền. Đào nhiên tắt hướng dẫn, phía trước rẽ phải là đến. Ừm, Lạc Văn Chu gõ vô lăng, vụ án này do phân cục phụ trách, không truyền lên cục, hai người có biết chúng ta đến để làm gì không? Làng Kiều hỏi thử, chỉ đạo giám sát. Lạc Văn Chu, em có biết trong quá khứ, chỉ đạo giám sát đều do ai làm không? Làng Kiều choàng tỉnh ngộ, thái giám. Đào nhiên trên ghế lái phụ quay đầu lại lườm cô một cái. Đầu óc phụ nữ thanh niên thôn các em chỉ đến thế này thôi à? Lạc Văn Chu nhếch mép như bị đau răng, tránh ra đi, anh đang nói chuyện nghiêm túc cục trưởng Trương chỉ vài năm nữa sẽ nghỉ hưu, mấy cục phó tuổi tác đều sắp xỉ ông ấy, số còn lại hoặc lý lịch không đủ, hoặc vùi đầu vào kỹ thuật như chủ nhiệm tăng, chẳng ai phù hợp, cho nên đến lúc đó rất có thể sẽ đề bạt một số người từ phân cục các khu lên. Lạc Văn Chu né một đống rác ven đường, hạ thấp giọng, cục trưởng muốn dẹp hết loại vương hùng lượng ngay trong nhiệm kỳ của mình, để tránh mai kia có một kẻ giả áo túi cơm đến lãnh đạo cục công an thành phố nhiệm vụ chủ yếu của chúng ta chuyến này là gì đã hiểu chưa? Anh vừa dứt lời, xe cảnh sát đã rẽ vào ngã tư. Đó là một khoảng đất trống do những tòa chung cư cũ kỹ và nhà máy bằng thò ra thụt vào tạo thành, vô cùng hoang vắng, vừa vặn nằm sau một dãy nhà kho nhỏ do dân tự phát xây, cỏ dại um tùm, ít ai qua lại, góc tường còn có nước đọng, nồng nặc mùi hôi lâu năm. Cảnh sát đã phong tỏa nơi này, pháp y đang bận rộn ra vào kiểm tra hiện trường. Vương Hồng Lượng người phụ trách phân cục Hoa Thị Đích Thân đóng tại hiện trường để chờ nhóm Lạc Văn Chu. Ông ta là một người đàn ông trung niên hói xuống tận trán, hai hàng lông mày sầu khổ thưa thất cơ hồ không thấy rõ, mồ hôi nóng chảy ròng ròng. Đích Thân ra đón, cầm tay Lạc Văn Chu lắc ba cái, kinh động lãnh đạo trên cục còn bắt các vị cất công đi một chuyến, tôi thật sự ấy náy quá. Lạc Văn Chu hòa nhã cười nói, với thằng em đây mà ông anh còn khách sáo hả? À? Vương Hồng Lượng chỉ giỏi kết thân, làm việc thì qua loa, nghe anh ta nói vậy lập tức tiện đà sửa lại xương anh gọi em, lại còn thao thao bất tuyệt kể khổ với chú em mới nhận. Lạc Văn Chu lấy ra một hộp thuốc, đốt một điếu đưa Vương Hồng Lượng, đồng thời dùng mắt ra hiệu cho đào nhiên, để anh dẫn Lang Kiều đi xem hiện trường trước. Người quen gây án, chắc chắn là người quen gây án. Vương Hồng Lượng tán phét với Lạc Văn Chu hết một điếu thuốc, bấy giờ mới nói đến công việc, đôi mắt ti hí xoay tròn, chú em xem nơi này, đường xá trồng chéo, người ngoài vào căn bản không tìm ra phương hướng, đánh rắm trong nhà mà hàng xóm cũng có thể ngửi ra buổi trưa mình ăn gì, thì người ngoài làm sao dám tùy ý hành hung. Chú Lạc, chú là chuyên gia, chú cảm thấy có đúng thế không? Thời điểm nhạy cảm như thế này, Vương Hồng Lượng không muốn nhìn thấy nhất chính là trong khu vực mình quản lý xuất hiện tội phạm cướp của giết người làng vàng, thế nên ra sức muốn đẩy sang người quen gây án, ân oán cá nhân. Lạc Văn Chu không tiếp tục chủ đề này, tháo kính dâm xuống rát ở cổ áo, nhò mắt nhìn sang pháp y bận rộn, thuận miệng đáp đại cho có, em chỉ là một đứa con ông cháu cha kiếm miếng cơm ăn, nào dám đóng vai chuyên gia ở chỗ ông anh. Ai mà không phải là kiếm miếng cơm ăn, vương hùng lượng thở dài nhún vai, đi thôi, chúng ta cũng qua đó xem thử đi. Thế là tổ kiếm cơm hai người mới thành lập sóng vai đi vào hiện trường, thấy một thanh niên đeo kính tóc hối cua nước bọt tung tóe giới thiệu tình hình cho đào nhiên và lang kiều cậu thanh niên nọ vóc người rất cao, mặt đầy mụn thanh xuân, tư thế đứng thẳng đờ và cứng nhắc, hệt như một tấm ván quan tài cưa thành hình người, tốc độ nói nhanh phát sợ. Đây là người mới của bọn anh Tiểu Tiêu, Tiêu Hải Dương, Vương Hồng Lượng chỉ cậu ta giới thiệu là sinh viên xuất sắc, lúc thi đầu vào điểm viết xếp thứ nhất. Tiểu Tiêu, đây là đội trưởng lạc ở trên cục công an thành phố. Tiêu Hải Dương theo bản năng ưỡn ngực ngẩng đầu, làm động tác tương tự với nghiêm, khuôn mặt căng thẳng gật đầu một cái, kiệm lời chào Lạc Văn Chu, đội trưởng Lạc. Không cần khách sáo, Lạc Văn Chu cười, em nói tiếp đi. Tiêu Hải Dương vừa rồi còn tiệm lời như bị câu này ấn nút phát, lời nói như mưa to trong khoảnh khắc đổ ra khỏi miệng, dìm ngập nhóm người trước mặt, trên cơ thể người chết không có vết bầm do dãy ruột tạo thành, nhưng gáy có dấu vết bị đánh, bước đầu phán đoán nạn nhân bị hung thủ đánh ngất từ đằng sau, rồi dùng một mảnh vải siết cổ ngạt thở mà chết, sau khi chết bị lục lấy hết tiền của, trên trán che một mẩu giấy. Do nạn nhân bị siết cổ chết trong trạng thái hôn mê, hiện trường không để lại dấu vết vật lộn, những thứ như dây thường siết cổ, hung khí đập đầu đều chưa tìm được, trước mắt cũng không có chứng cứ xác thực cho thấy nơi đây chính là hiện trường vụ án, báo cáo hết. Mới đầu còn tốt, câu cuối cùng vừa ra khỏi miệng thì mặt Vương Hồng Lượng lập tức xanh xám, không có chứng cứ mà nói lung tung cái gì vậy? Nơi đây không phải hiện trường vụ án thì nơi nào mới phải? Chẳng lẽ đây còn có thể là một vụ án vứt xác? tại sao phải vứt xác ở đây, có ích lợi gì? Chú không được thuận miệng phỏng đoán làm nhiễu loạn nghe nhìn. Tiêu Hải Dương mù mờ nhìn ông ta, em chỉ nói có khả năng này. Vương Hồng Lượng còn muốn mắng tiếp, bị Lạc Văn Chu giơ tay ngăn cản, trẻ con mới đi làm đều tương đối nhiều ý kiến, nghe một chút cũng rất thú vị. Anh ngẩng đầu nhìn lướt qua hoàn cảnh bốn phía, cả khu Tây Hoa Thị mang đến cảm giác xám xịt, dây điện chằng chịt nặng chịu đè trên đầu, cắt nát bầu trời trong xanh hiếm gặp của Yến Thành, đầy áp lực. Hỏi thăm xung quanh thêm, biết đâu có người nghe thấy cái gì, Lạc Văn Chu nói, ngoài ra, tôi cảm thấy phương hướng lớn phân cục trưởng vương nắm cực kỳ chuẩn, chúng ta khoan nghĩ đến tình huống cực đoan, cứ điều tra từ hướng người quen gây án trước. Ông anh thấy như vậy có được không? Chú em Lạc mặc dù đến không có ý tốt, nhưng tác phong làm việc nói chuyện còn hợp ý vương hùng lượng, song phương ăn nhịp với nhau, cực tiết kiệm công sức trao đổi kế tiếp là điều tra và thăm viếng không nghỉ, đây đều là việc của cảnh sát phân cục, không liên quan gì tới chỉ đạo kỹ thuật, nhiệm vụ chủ yếu của họ là về văn phòng phân cục ngồi uống trà, theo dõi tiến độ công việc, chờ bắt thóp Phương Hồng Lượng bất cứ lúc nào. Đào nhiên lại nhỏ giọng nói với Lạc Văn Chu, xếp, các ông đi đi, tôi còn muốn theo họ đi quanh một chút. Đào nhiên tên nghe nho nhã, mặt mũi cũng thanh tú, chưa từng nạt nộ ai, cũng chưa bao giờ nói tục chửi thề, Đối xử với đồng chí và kẻ địch đều hòa nhã như nhau, thoạt nhìn cực dễ nói chuyện, song Lạc Văn Chu từ khi mới tốt nghiệp đi làm vẫn hợp tác với anh ta, thật sự quá hiểu người này. Ở Đào Nhiên có sự tích cực và cố chấp không hợp với thời đại, những việc khác anh đều chẳng mấy quan tâm, dù sao thì trời sập đã có Lạc Văn Chu gánh, nhưng trên vụ án, chỉ cần có một tẹo điểm đáng ngờ, anh đều truy tra đến cùng bất kể có phải do anh phụ trách hay không. Lạc Văn Chu, nạn nhân bị đánh ngất từ đằng sau, nếu thật sự là cướp thì không cần quay lại siết cổ chết, khả năng ân oán cá nhân là rất lớn, Vương Hùng Lượng cơ bản phán đoán không sai ông còn vấn đề gì nữa. Xác chết đã đưa vào túi đựng xác, bị pháp y khiêng đi, đào nhiên nói nhỏ, là giày nơi này không ai quét dọn, không lưu ý sẽ dính đầy bùn, nhưng vừa rồi tôi vén túi xác lên nhìn qua thi thể, thấy đôi giày của cậu bé đó rất sạch. Lạc Văn Chu hơi nhướng mày. Đương nhiên, cũng có khả năng là nạn nhân sống ngay gần đây nên tương đối quen thuộc hoàn cảnh. Đào nhiên nói, nhưng tôi vẫn cảm thấy cậu nhóc bốn mắt của phân cục nói đúng, không thể loại trừ khả năng nơi đây không phải là hiện trường đầu tiên. Ngoài ra, tờ giấy dán trên đầu nạn nhân cũng rất kỳ lạ, văn chu, ngộ nhỡ việc này không đơn giản như vậy, tôi sợ phân cục trường vương vội vã qua loa, không chịu điều tra kỹ. Việc này còn cần sợ à, lạc văn chu thở dài, rõ ràng là lão muốn qua loa cho xong chuyện chỉ cần có một đối tượng hoài nghi, Vương Hồng Lượng lập tức có thể đóng dấu tuyên bố ra ngoài, nói đây là vụ án do ân oán cá nhân, không phải sát thủ siết cổ như tin giật gân trên mạng, không hề hấp dẫn, chẳng đến mấy hôm mọi người chán rồi sẽ quên đi. Chờ vụ này qua, họ lại có thể nói phân cục khu hoa thì tổ chức thành công sự kiện nào đó có cống hiến lớn cho thành phố ta. Về phần vụ án, tìm vài cảnh sát trẻ từ từ điều tra, cha ra thì bắt, cha không ra thì ém xuống, không khéo cuối cùng lại bỏ vậy luôn phong cách làm việc của vương hùng lượng luôn như thế không thì cục trưởng trương cũng chẳng đặc biệt muốn chị ông ta đào nhiên nói bất kể là vì sao một cậu bé từ nơi xa xôi đến chỗ chúng ta chết nơi đất khách quê người chúng ta phải cho người ta một sự công bằng lạc văn trung nghiêng đầu nhìn vào mắt anh ta hai giây đào nhiên lại vội bổ sung một câu tôi chỉ không yên tâm đi theo xem thôi cam đoan không gây thêm rắc rối Lạc Văn Chu cười, dù sao thì nhiều năm qua rắc rối ông gây ra đều do tôi ôm, mà cũng chẳng thấy ông lấy thân báo đáp gì hết. Đào nhiên không để ý, cười mắng một câu, ông biến đi. Nói xong anh rậm bước muốn đi, Lạc Văn Chu gọi giật lại, khoan đã, người buổi sáng tặng hoa cho ông là phí độ phải không? Đào nhiên không mấy để ý nói, trừ cậu ta ra thì còn có thể là ai? Lạc Văn Chu đút hai tay vào túi, nhìn mũi chân mình một cái, giống như cúi đầu tìm chuyện để nói, nếu tôi bảo ông, cách xa tên nhãi đó ra có phải là hơi bao đồng không? Không phải chứ, ông còn cho là thật à? Đào nhiên cười, cậu ta luôn đùa giỡn như vậy. Đừng nói tôi không cong, cho dù tôi cong thành quả bóng. Lạc Văn Chu nhẹ nhàng cắt ngang, nếu ông cong, còn đến lượt tên nhóc ấy xung xoe. Đào nhiên sửng sốt, xong không chờ anh hiểu được điều gì từ câu này. Lạc Văn Chu lại tiếp, không phải tôi nói hắn ăn chơi đàng điếm, cũng không phải tôi nói hắn không ra gì, không phải là như vậy. cảm giác phí độ gây cho tôi luôn không tốt lắm. ông hiểu ý tôi chứ? tôi hiểu. đào nhiên gật đầu. anh mảnh khảnh thư sinh, nhìn thật sự quá dễ bắt nạt. bởi vậy đi làm luôn mặc đồng phục. ánh dương buổi sáng xuyên qua bức tường lè tè và dương xỉ, nhẹ nhàng mạ lên anh. bảy năm qua tôi vẫn nhìn cậu ta. phí độ là một cậu bé ngoan. ông không cần quá để phòng tuy rằng hiện tại quả thật uốn hơi quá tay, hoạt bát quá mức. Lạc Văn Chu không lên tiếng. Đào nhiên lại chuyển sang chuyện khác, hơn nữa không biết là ai muốn tặng ít quà cũng ngại không để lại tên, lần ấy mất công mua máy chơi game ở nước ngoài, còn kêu tôi. Cút đi, Lạc Văn Chu cắt ngang với khuôn mặt không biểu cảm, lo làm việc của ông đi, đừng lắm lời nữa. Đọc thầm Quyển 1 chương 3, Julian 3 Tớ cũng xem tin tức đó rồi, nghe nói rất gần chỗ chúng ta phải không? Qua đại lộ Nam Bình đi thêm chút nữa là đến, thỉnh thoảng lúc về nhà ba mẹ không muốn qua cầu, tớ toàn phải vòng qua đó, trước kia đã cảm thấy lộn xộn, không ngờ. Quái! Hai cô gái thuộc thành phần trí thức trốn việc ở trong phòng uống nước mải mê tán dóc, không để ý đằng sau có người đang nghe trực tiếp, một cô run tay suýt nữa cống cả ly nước nóng cho sàn nhà. Cẩn thận, phí độ đỡ ly nước trong tay cô, đặt sang một bên, lần tới đừng rót nước nóng thế nữa, tay em mềm như vậy, Lỡ phòng thì phải làm sao Phí độ thường ngày không hay nói lớn tiếng Cũng toàn nói tiếng người bình thường Song lời nên là tiếng người một khi qua miệng hắn Lập tức có thể biến đổi ra đôi chút cảm giác thân mật bí ẩn Thường xuyên khiến người ta tự đa tình May mà hắn bình thường nói xong là đi ngay chưa lại cho người ta đủ thời gian để ảo tưởng tan biến Chủ tịch phí, anh làm em sợ muốn chết Mấy cô nhân viên trong phòng uống nước mới đầu bị dọa giật này mình Vừa thấy là hắn lập tức lại thả lòng bởi vì so với chủ tịch phí nói 102 năm xưa, phí công tử được hưởng toàn bộ quyền thừa kế di sản cơ bản là một vật biểu tượng đáng mến. Hắn không đưa những thói xấu ăn chơi chắc táng riêng tư đến công ty, sự chứng chặt ngoài mặt cơ bản cũng xem như biểu diễn thích hợp, bình thường không hay dùng quyền lực quyết định sách lược, cũng không thực hiện nghĩa vụ công việc. Thỉnh thoảng trêu các nhân viên nữ vài câu, song thông thường cực kỳ có chừng mực, nghiêm khắc tuân theo nguyên tắc thỏ không ăn cỏ gần hang, tuyệt đối không vi phạm. Phí độ dùng khăn giấy lau sạch nước nóng tràn ra rồi mới trả ly lại, thuận miệng hỏi các em vừa rồi đang nói chuyện gì vậy. Bọn em đang nói khu Tây đối diện, hôm qua mới xảy ra một vụ cướp của giết người, hình như bây giờ vẫn chưa bắt được thủ phạm. Hay lát nữa phòng nhân sự bọn em gửi mail nhắc nhở mọi người lúc đi làm và ra về nhớ chú ý an toàn nhé. Được, phí độ nghiêm trang nói, nếu căng qua thì chúng ta nghỉ, chờ bắt được kẻ xấu rồi lại đi làm, công việc đâu có quan trọng bằng sự an toàn của các em đúng không? Hai cô gái trẻ biết rõ hắn đang nói linh tinh mà vẫn mở cờ trong bụng, vui vẻ quay về làm việc. Một lát sau, phí độ quả nhiên nhận được mail do phòng nhân sự gửi. Hắn bỏ sô-cô-la hạt rẻ vào hơn nửa ly cà phê, định dùng đường dầm hết lượt mỗi một phân từ hạt rẻ, sẵn cũng đang dỗi, thế là vừa khuấy vừa mở đoạn phim đính kèm mail. Nửa đêm hôm qua, sau dãy nhà dân khu Tây Hoa Thị thành phố ta, đã xảy ra một vụ án đặc biệt nghiêm trọng, tính đến trước mắt, bên phía cảnh sát còn chưa đưa ra bất cứ phát ngôn gì. Được biết, người chết họ Hà, sống ở khu nhà trọ ngay gần hiện trường. Đoạn phim đến từ một trang mạng nổi tiếng rất được ưa thích, lời cảm thán giả vờ nghiêm túc mới được 2-3 phút, bên ngoài ống kính đột nhiên truyền đến một trận ồn ào lớn tiếng. Ống kính lắc lư lập tức chỉ sợ thiên hạ chưa đủ loạn chuyển rời tiêu điểm, chĩa vào một quán ăn vặt. Một người phụ nữ trung niên đeo tạp dề có thể là chủ quán đang cau mày trợn mắt đẩy một thiếu niên, thằng danh con, mày không biết tính hay lương tâm bị chó ăn rồi. Vài đồng bạc cũng tham, tham để làm gì? Cầm về nhà cho mẹ mày mua quan tài chắc. Kế bên có mấy người già vô công rồi nghề đang ăn hoành thánh ở quán nhỏ chiếm đường phi pháp, nhóm người này tương đối nhiều chuyện, vừa ăn vừa uống còn không bỏ lỡ cao đàm khoát luôn, quay về ống kính làm nghĩa vụ giải thích. Thằng nhóc đó mua bánh nướng anh chị biết không? Người ta bảo nó bỏ tiền ở đó, tự lấy tiền thối trong giỏ tiền lẻ, việc này không phải đều cần tự giác sao? Nó đưa người ta 10 đồng, lại muốn lấy 15 đồng trong giỏ, tôi vừa rồi đã nhìn thấy hết. Ăn 5 đồng lấy thêm 5 đồng, khá lắm, chẳng mấy mà giàu to. Phải đánh nó còn trẻ đã trộm cắp, mai mốt chẳng phải sẽ buôn ma túy giết người. Chị An ở vùng này như thế nào? trời tối mọi người đều không dám vì tiện đi ra ngoài, tôi thấy đều do đám cặn bã xã hội đến từ vùng khác này gây hại. Phản ánh bao nhiêu lần cũng chẳng ai quan tâm, giờ thì chết người rồi đó, à mà tôi nói đến đâu rồi nhỉ? Đội cổ động viên trung lão niên một khi om sòm thì hiệu quả không hề nhỏ, mâu thuẫn nhanh chóng trở nên gay gắt. Ngọn lửa trên đầu chủ quán bùng cao đến 2m2, thế rồi ra tay luôn. Thiếu niên ăn trộm hai tay ôm đầu con mình lại, lộ ra cổ và vành tai đỏ muốn nhỏ máu, không hé răng một tiếng, chỉ biết trốn. Lúc này, có mấy người gần đó nhìn không nổi, tiến lại muốn tách chủ quán và thiếu niên ra, không ngờ cũng bị cuốn vào vòng chiến. Xung đột chớp mắt biến thành cuộc đại chiến bất phân trắng đen của dân bản xứ khu Tây và dân trọ vùng khác. Hiện trường có thể nói là lông gà bay tứ tung, ống kính bị đẩy nghiêng ba bốn lần, phí độ khối xong cà phê, cảm thấy cuộc xung đột ba con chuột bốn con mắt này cực kỳ nhàm chán hoàn toàn không đáng thưởng thức, đang định tắt đi. Đột nhiên, trong đoạn phim có người hô một tiếng, cảnh sát đến. Chỉ thấy sau một trận hỗn loạn, mấy người mặc đồng phục cảnh sát khó khăn chen vào, ba chân bốn cẳng muốn tách đám đông đánh nhau loạn xả ra, kết quả là nhanh chóng bị nhấn chìm trong biển quần chúng nhân dân, một cảnh sát trẻ còn rơi cả kính. Phí độ nhìn thấy một hình bóng quen thuộc ở trong đó, tay đang định đóng cửa sổ lập tức khựng lại. Buổi chiều, trong phân cục hoa thị, Vương Hùng lượng viện cớ họp bỏ chạy mất tăm. Lạc Văn Chu chắp tay sau lưng, khom người tiến đến trước mặt đào nhiên dòm dòm, lần trước chúng ta hỗ trợ các anh em đội phòng chống ma túy truy bắt bọn buôn ma túy, nổ súng 20 phút cũng không ai bị, thương nặng, thế này nhỉ. Tôi biết ngay mà, cứ rời khỏi tầm mắt tôi là mấy người nhất định phải có chuyện, tối về đừng quên đi bệnh viện chích ngừa chó dại đấy. Cầm cảnh sát đào không biết bị cửu âm bạch cốt trào của vị anh hùng nào cào chảy máu, trong phân cục rất lộn xộn, quần chúng tham gia ẩu đả tập thể ý chí chiến đấu dâng cao, lên đồn cũng chưa chịu thôi. Trong tiếng chửi lộn xen lẫn tiếng mấy công an nhân dân ngàn câu như một ngồi xuống im lặng nào, lượng từ ngữ thiêu thốn đến là tội. Người điều động từ mấy đồn công an trong khu vực hoang mang đứng thành một hàng ở bên cạnh, không biết mình nên làm gì. Lúc đi vào Lạc Văn Chu giơ tay đập mảnh cửa, dáng vẻ còn hùng hổ hơn mà áp đảo hai quân đang đối chọi mọi người đều bị tiếng dầm này kinh động cùng quay đầu lại nhìn anh lạc văn chu dựa cửa là những ai ra tay đánh cảnh sát không ai lên tiếng không ai nhận cảm thấy pháp luật không trách số đông lạc văn chu gật đầu thế thì được nhốt hết lại đừng quên báo cho người nhà đến nộp tiền bảo lãnh không có người nhà thì tìm lãnh đạo đơn vị tôi nghe nói có người còn dính đến chiếm đường trái pháp luật và kinh doanh không giấy phép phải không khéo quá phải phạt Thật nghiêm, sau này tôi cũng sẽ cho các đồng nghiệp ở đồn công an gần đây đặc biệt quan tâm đến những người có tiền sự các vị. Anh chưa dứt lời, một người đàn ông trung niên độ ngoài 50 đã la lên, anh nói ai có tiền sự? Dựa vào đâu nói chúng tôi đánh cảnh sát? Anh có chứng cứ không? Không chứng cứ tùy tiện bắt giam, tôi nói cho anh biết, tôi bị bệnh tim đấy. Lạc Văn Chu giọng không cao lên, mí mắt cũng không nâng lên, có biết thiết bị ghi chép chấp pháp là gì không? Thất học, làm Kiều đúng lúc đi tới đưa cho Lạc Văn Chu một tập tài liệu đánh máy, anh tiện tay nhận lấy xem lướt qua, đầy ẩn ý nhìn người trung niên dẫn đầu gây sự, khéo quá. Nói xong, anh lấy di động ra bấm số, alo, hiệu trường Hàn, cháu là Văn Chu đây. Không có không có, chuyện linh tinh thôi trong trường gì có một bảo vệ tên vô lỗi đúng không ạ? À? Người đàn ông trung niên gây sự thoạt đầu sửng sốt, sau đó khuôn mặt thoát cái trắng bệch, trông như muốn lên cơn đau tim thật. Lạc Văn Chu dơ di động, mỉm cười với ông ta, gì cha giúp cháu, vô, hai ngang một dọc, lỗi, ghép từ ba cục đá, nam, 53 tuổi cũng không có việc gì, ông chú này càng già càng dẻo dai, đánh nhau với người ta, bị đồng nghiệp ở đồn công an bên này bắt, bắt về ông ta nói mình bị bệnh tim, nếu lỡ phát bệnh ở chỗ chúng cháu, truyền ra không phải lại thêm một xác dối sao. Bọn cháu bây giờ gánh không nổi trách nhiệm đâu, Di Hàn, cháu cầu xin gì tranh thủ thời gian phái một người đến bảo lãnh ông chú trứng mỏng này ra ngoài đi. Tôi, tôi, tôi tôi chỉ đang giữ gìn sự an toàn cho hàng xóm láng giềng trong khu. Lạc Văn Chu còn chưa gọi điện xong, người tên vu lỗi rõ ràng đã luống cuống, tôi chỉ phòng vệ chính đáng. Lạc Văn Chu buồn cười, chú có biết thế nào là phòng vệ chính đáng không? Vụ lỗi giơ tay chỉ mấy gã trai trẻ đứng tách riêng ra, tôi chỉ phòng vệ chính đáng, trong đám chung nó có hung thủ giết người đêm qua. Tôi đều nghe thấy hết. Lạc Văn Chu. Không ai ngờ được, một vờ hài chỉ ăn tự dưng biến thành tách ra thẩm vấn. Đội cảnh sát hình sự ra ngoài điều tra lập tức bị gọi hết về, khẩn cấp lấy lời khai nhân chứng. Theo lão Lưu manh tên Vu Lỗi kia nói, đêm qua sau khi tắt đèn đi nghỉ, ông ta nửa ngủ nửa tỉnh nghe thấy tiếng cãi nhau, hai nam đều là giọng miền khác, dùng từ địa phương quá nhiều. Cãi gì thì ông ta không hiểu lắm, nhưng cảm giác nên là người quen. Làm kiểu vén mái tóc dài ra sau lưng, chúng ta đã chứng thực, nhà vô lỗi này rất gần nơi phát hiện thi thể, khoảng cách chưa đầy 50 mét. Ông ta ở nhà cấp 4, mở cửa sổ sau nhà chắc sẽ nghe thấy. Lạc Phan Chô, khoảng mấy giờ? Không xác định, nhưng ông ta nói mình đi ngủ lúc 9 giờ, bình thường không bị bệnh mất ngủ, nếu nửa ngủ nửa tỉnh. Vậy không vượt qua 9 giờ rưỡi? phù hợp với thời gian tử vong suy đoán. Ngoài ra, còn có vài người ở gần khác cũng nói loáng thoáng nghe thấy, chỉ là khu này buổi tối thường có chuyện say rượu đánh nhau, chẳng lạ lùng gì, nên họ không để ý lắm, cũng không lo chuyện bao đồng đi kiểm tra. Xếp lạc, đào nhiên dán băng keo cá nhân trên cầm, thò đầu vào, ở đây có một người, ông tới xem thử đi. Trong phòng thẩm vấn, Tiêu Hải Dương dùng băng keo trong dán mắt kính lại, một thiếu niên rất gầy gò ngồi đối diện. Cậu bé này tên Mã Tiểu Vĩ, tự nhận đã tròn 18, nhưng tôi thấy cậu ta giống vị thành niên hơn. Vụ ẩu đả mang tính quần thể buổi trưa hôm nay chính là do cậu ta trộm 5 đồng gây ra. Đào nhiên nói, cậu ta là bạn cùng phòng của nạn nhân Hà Trung Nghĩa, rất có thể là người cuối cùng nhìn thấy nạn nhân. Lạc Văn Chu gật đầu, mở cửa đi vào. Mã Tiểu Vĩ nhanh chóng ngẩng đầu nhìn anh một cái, có lẽ đội trưởng Lạc tạo áp lực quá lớn, vẻ mặt cậu thiếu niên hơi hoảng sợ. Tiêu Hải Dương, không sao đâu, em nói tiếp đi. Mã Tiểu Vĩ xoắn hai tay lại, lý nhí như mũi kêu, anh. Hà Trung Nghĩa là người tình hát, là đồng hương của một người bạn cùng phòng khác, nhưng quê họ không ở chung một nơi, nghe nói tình hát rất lớn, quê anh Trung Nghĩa hình như hơi xa hơn. Anh ấy năm ngoái mới đến, là người rất tốt, rất hướng ngoại, sống chung cũng siêng, thường xuyên quét dọn vệ sinh. Chưa, chưa từng gây thủ oán với ai. Tiêu Hải Dương lại hỏi, vậy em có biết cậu ta ở vùng này còn bà con bạn bè nào không? Mã Tiểu Vĩ hơi cúi xuống, không biết nghĩ tới điều gì, lập tức lắc đầu, không, không biết, chưa gặp bao giờ. Lạc Văn Chu sen vào, 8 đến 10 giờ đêm qua, em ở chỗ nào? Mã Tiểu Vĩ vẫn không dám nhìn anh, nhỏ giọng nói. Ở, ờ, ở nhà. Ở nhà làm gì? Không, không làm gì cả, chỉ xem tivi. Lạc Văn Chu, một mình. Mã Tiểu Vĩ giống như ý thức được ý anh là gì, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Không sao đâu cậu bé, Lạc Văn Chu kéo ghế ngồi xuống trước mặt Mã Tiểu Vĩ, ôn hòa cười nói, đây là tổ trọng án, chỉ phụ trách án hình sự, trộm 5 đồng tiền chưa đủ để bắt giam, em đừng căng thẳng. Mã Tiểu Vĩ cơ hồ ngồi không nổi. Lạc Văn Chu lập tức lại đổi giọng, nhưng hình như nếu ăn trộm nhiều lần dậy mãi không sửa, không cần đến, số tiền lớn, cũng phải vào tù, hẳn em không phải mới lần đầu tiên nhỉ. Mã tiểu vĩ đột nhiên cứng đờ, trên khuôn mặt tái xanh trống rỗng. Lạc Văn Chu gõ nhẹ bàn, em ở nhà xem tivi một mình. Những người ở chung đâu? Anh Hà Trung Nghĩa hôm qua tan ca về thay quần áo rồi đi luôn, anh Triệu. Chính là đồng hương của anh Hà Trung Nghĩa, vài hôm trước đã về quê Triệu tang, còn có mấy người bạn làm cùng đã đi đánh bài, chỉ, chỉ có một mình em, nhưng không, không phải em chưa ai nói là em lạc văn chu cắt ngang lời biện dài lộn xộn có người dân sống quanh đó phản ánh lúc ấy nghe thấy gần hiện trường vụ án có người cãi nhau dựa theo khoảng cách từ chỗ các em ở đến hiện trường thì em nên nghe thấy lúc ấy em có nghe thấy gì không mã tiểu vĩ ra sức cắn môi nghe thì nói nghe không nghe thì nói không nghe vấn đề này cần suy nghĩ lâu vậy à có có thể nghe thấy một chút tv mở hơi lạc văn chu khoảng mấy giờ Mã Tiểu Vĩ một miệng, 9 giờ 15 phút. Cậu bé vừa thốt ra câu này, Tiêu Hải Dương cúi đầu hí hoáy ghi chép và Đào Nhiên bàng thính ở cửa đều nhìn tới. Lạc Văn Chu nheo mắt, "Không phải em vừa nói, có thể nghe thấy một chút à?" Sao bây giờ lại nhớ chính xác thời gian như vậy? Mã Tiểu Vĩ, "Tiểu Mã, em phải nói thật, Đào Nhiên dịu giọng nói, "Làm sao em biết là 9 giờ 15? Rốt cuộc là em nghe thấy hay lúc ấy em ở gần hiện trường?" em biết được chuyện gì. Lạc Văn Chu không cho Mã Tiểu Vĩ thời gian phản ứng, lập tức tiếp lời, nếu hôm nay không nói chuyện này cho rõ ràng, em sẽ bị hiểm nghi là kẻ gây án. Anh tin không phải là em, đào nhiên với anh ta một đống phản diện một đống chính diện, không phải em làm thì không cần sợ, biết gì cứ nói hết ra, đây là vụ án liên quan đến mạng người, em phải phân biệt được nặng nhẹ đúng không? Mã Tiểu Vĩ theo bản năng ném ánh mắt cầu xin giúp đỡ tới anh. Lạc Văn Chu đập bàn, nhìn ai đó, "Mau khai ra đi." "Không phải em, em nghe, nghe thấy Mã Tiểu Vĩ sắp khóc, lúc 9 giờ 15, em nghe dưới lầu có người cãi vã, giọng hơi quen tai, bèn xuống xem thử." "Em đã nhìn thấy cái gì?" "Không có gì cả." Mã Tiểu Vĩ mở to mắt, "Em không nhìn thấy ai, ngay cả bóng ma cũng không có, giống như những gì vừa nghe thấy đều là ảo giác, đèn, đèn đường còn hỏng, em..." "Em" Lạc Văn Chu cười diễu một tiếng, cậu bé, em kể chuyện ma cho bọn anh đấy à? Mã Tiểu Vĩ vành mắt đỏ hoe, rất đối sợ hãi nhìn anh, tia máu cơ hồ bò lên trong mắt. Mấy người họ hỏi tới hỏi lui, thẩm vấn đến gần tối hết giờ làm, khiến Mã Tiểu Vĩ muốn suy sụp, mà thiếu niên ấy cũng chẳng khai ra thông tin gì hữu dụng, chỉ kể đi kể lại câu chuyện ma đêm khuya giờ tệ kia. Em cảm thấy không giống cậu ta làm, ra khỏi phân cục, Lang Kiều nói cậu bé này tố chất tâm lý chẳng ra làm sao vừa dọa là khai hết bị chúng ta hỏi như vậy nếu thực sự có chuyện gì chắc chắn không giấu được lâu nhưng mà câu chuyện ma đó lại rất kỳ lạ lạc văn chu ồ một tiếng đào nhiên sao cũng không nhất định lạc văn chu nói cậu ta khai có thể chỉ là một phần sự thật hẳn còn che giấu việc khác thôi để mai tính tiếp hai người đi đâu về cục trước hay là anh còn chưa dứt lời đã bị một tiếng huyết sáo cắt ngang. Tổ ba người giám sát cùng ngừng đầu lên, thấy một chiếc SUV cao tới 2 mét đậu ngay lề đường. Một người dựa nghiêng lên xe, cảnh sát đào vất vả rồi, tôi có thể đưa anh về nhà không? Đọc thầm Quyển 1 chương 4, Julian 4 Người đó vóc dáng cao gầy, mặc sơ mi đen, quần tây phẳng phiu, tay đút túi, đôi chân bắt chéo rất thả lỏng, mái tóc dài rơi lên vai, chỉ cần có người nhìn hắn, ánh mắt hắn đảo qua lập tức sẽ đong đầy nét cười như là tặng miễn phí không lấy tiền vậy làng kiều ngần này tuổi mà vẫn chưa từng gặp đàn ông cố tình làm dáng trước cổng cục công an đội phó đảo bạn anh ngà đào nhiên giống như hơi đau răng làng kiều cực kỳ nhạy bén lập tức ý thức được bầu không khí hơi bất thường mù mờ hỏi sao thế đào nhiên đang định đi tới nói chuyện lạc văn chu vẫn im lặng không lên tiếng đột nhiên túm khuỷu tay anh hất cầm nhìn người kia, phí độ, cậu đến đây làm gì? Phí độ thu đôi chân dài lại, nâng mí mắt lên nhìn anh ta một cái, a à, xin lỗi, tôi không biết mảnh đất này mang họ lạc. Lạc văn chu mặt không biểu cảm nheo mắt, phí độ nhìn anh ta như cười như không, lang kiều hoàn toàn không hiểu gì hết tự dưng cảm thấy một luồng sát khí dương cung bạt kiếm. Giây lát sau, phí độ mỉm cười hết sức gợi đòn, thu ánh mắt về trước, quay sang đào nhiên, lên xe đi đào nhiên, còn không đi là đội trưởng lạc sẽ dán giấy phạt tôi đó đào nhiên còn chưa kịp đáp thì lạc văn chu đã lãnh đạm cắt ngang tôi nói hết giờ làm rồi à hai người lập tức theo tôi về cục phải mau chóng tìm cục trưởng trương báo cáo tiến triển còn phải mở thêm một cuộc họp thảo luận về vụ án lang kiều không phải mới nói ngày mai tính tiếp à phí độ uể oải thở dài cấp trên đến kỳ mãn kinh thật sự là một trong những thảm kịch trần gian thôi thế này đi anh đào với chị Hoa khôi cảnh sát xinh đẹp ngồi xe tôi, tôi đưa anh chị về cục, vất vả một ngày rồi, tốt xấu gì cũng ngồi cái xe rộng rãi để duỗi chân chứ. Thế này còn chê chưa đủ rộng, cậu phí à, vậy cậu tuyệt đối đừng thử xe áp tải, xe đó cam đoan cho cậu ngay cả tay cũng duỗi không nổi. Cảm ơn anh nhắc nhở đào nhiên, tôi đã đặt chỗ ở quán cơm tây gần đơn vị các anh, cho dù tăng ca thì cũng phải ăn cơm trước chứ. Đầy tớ nhân dân chúng tôi không ăn cơm, tội phạm giết người chưa bắt được, còn mặt mũi nào mà ăn cơm. Đến bây giờ Lang Kiều vẫn chưa rõ mình đã đắc tội ai. Đào nhiên hoàn toàn không thể xen vào rốt cuộc hết nhịn nổi, được rồi, hai người có thôi đi không? Lạc Văn Chu cười gần một tiếng, quay người bỏ đi, đi theo tôi lang mắt to nhìn cái gì mà nhìn. Muốn nhìn mặt trắng nhỏ về nhà tự nhìn mình, đừng ở đây làm mất thời gian. Chật, người đẹp, có muốn cân nhắc đổi nghề đến công ty tôi không? Phí độ nghiêng đầu rất tổng tài bá đạo nói với Lang Kiều, chị đẹp thế này đi làm cảnh sát phí của trời quá, tôi sẽ trả lương gấp năm cho chị. Đào nhiên quay đầu lại lườm hắn, cậu cũng nói bất lại vài câu đi. Phí độ nhìn thẳng anh một cái, hết sức ngoan ngoãn gật đầu, đồng thời đương nhiên lại đổ thêm dầu, được rồi, nể anh vậy. Lạc Phan Chu, đào nhiên, sao còn lề mề thế? Hai ông lớn không ai đắc tội được, cảnh sát đào đành phải trợn mắt với bầu trời đêm vô tội, dảo bước đuổi theo Lạc Văn Chu. Đi vài bước, anh vô thức quay đầu lại, quả nhiên, nhìn thấy phí độ không hề nhúc nhích đứng nguyên tại chỗ nhìn theo bóng lưng mình. Thấy anh quay đầu lại, phí độ giống như sớm đoán được màn này, thoát chốc nở nụ cười, đặt ngón tay lên môi mình, sau đó nhẹ nhàng bắn tới anh. Đào nhiên, nếu như thế giới cũng có giải thưởng cho hạng công tử ăn chơi, nhất định phí công tử có thể giành được giải Nobel. Lạc Văn Chu lái xe cảnh sát thành tàu hàng Nga ba, lao dọc lùi ngang là là mặt đất bay về cục, mà con SUV trong cổng cảnh kia vẫn có thể thong dong bám đuôi. Lang Kiều nhịn cả buổi, không nhịn được lắm lời một câu, cái cậu thịt tươi nhỏ đó là ai vậy? Lái xe giỏi thật. Đào nhiên quay đầu lại ném cho một ánh mắt khó hiểu, bảo cô đừng nói lung tung, xong đã muộn. Lạc Văn Chu qua kính chiếu hậu nhắc thấy phí độ đậu xe ở cổng cục công an, trực tiếp gọi điện cho đội cảnh sát giao thông cách vách, có một người đậu xe trái quy định ngay trước công cục, các anh em mau dán giấy phạt đi, tên oát đó giàu lắm, cứ dán nhiều vào. Lát sau, một cảnh sát giao thông trẻ thấp thỏm gọi điện lại, đội trưởng lạc, em dán rồi, em bảo anh ta là đổ xe trái quy định, phạt 200 đồng. Lạc Văn Chu, sao rồi? Cậu cảnh sát trẻ nói, à, anh ta đưa em một ngàn, nói muốn đậu thêm 800 đồng nữa. Lạc Văn Chu, làng kiều rè giặt nhìn anh, xếp, có họp nữa không? Lạc Văn Chu, nói thừa. Song Lạc Văn Chu không thể giam chân đào nhiên mãi, thành quả công việc một ngày của họ rất rõ rệt, thực sự không còn nhiều việc để phải tăng ca. Phí độ dùng biên lai like phạt xếp thuyền, bật điều hòa, thoải mái dựa lên ghế, mùi giữa mùi nước hoa xịt xe, ung dung phát đi phát lại một bài hát tiếng Anh, đến lần thứ tám thì đào nhiên ra đào nhiên là người không mấy chú trọng, sách cặp táp cũ dích, mái tóc bù xù, giày cũng không biết mấy ngày rồi không đánh, cảm dán băng cá nhân, trên mặt còn đượm vẻ mệt mỏi sứt đầu mẻ chán, quả thật không phải là hình tượng lam nhan hỏa thủy. Anh Tiến lại gõ cửa kính xe phí độ, ngài vẫn chưa di ra à? Phí độ hạ kính xuống, bà Yuri mẹ áp lặp đi lặp lại gấp rút lao qua khe cửa sổ, bay vút vào trong bóng đêm, du dương tan ra. Đào nhiên nghe bài hát này, chẳng biết làm sao sắc mặt lại thay đổi song không chờ anh nói gì phí độ đã điềm nhiên tắt nhạc đoạn phim các anh can ngăn ẩu đà bị đăng lên mạng tôi vừa vặn xem được phí độ xuống xe chỉ băng cá nhân trên cầm đào nhiên tôi hơi lo lắng cho anh anh không sao chứ đào nhiên cười khổ xử lý trục vụ quần chúng ẩu đà cũng chẳng mệt bằng kẹp giữa lạc văn chu và phí độ được rồi lần tới tôi tránh xa ông già mãn kinh đó còn không được sao phí độ cầm cặp giúp anh, anh muốn lái xe hay muốn ngồi xe. Làm ơn đi, ông già mãn kinh, đó cùng lứa với tôi. Đào nhiên mở cửa xe vào ghế lái, sao cậu lại đổi xe rồi? Không phải anh chê mấy chiếc xe kia đều quá ồn ào à, phí độ không hề để ý vòng qua ghế lái phụ, tôi bèn mua chiếc nữa, chiếc này vừa rẻ vừa vững, về sau sẽ chuyên dùng để đón anh. Tay đào nhiên đang thắt dây an toàn khượng lại, sau đó anh nhìn phí độ, nghiêm túc nói, tôi mà có tiền lương cao hơn, trách nhiệm ít hơn, thì đã cưới vợ từ lâu rồi, nói không chừng bây giờ con cũng biết đi rồi. Tôi biết, phí độ dùng khuỷu tay chống cửa kính, nghiêng đầu cười với anh, anh xem đám nhóc theo đuổi môi sao đó, từ sáng đến tôi phí tiền bạc phí thời gian, mà người ta cũng chẳng có mục đích gì, chỉ mong mình vui vẻ. Tôi đối tốt với anh cũng là hưởng thụ lớn nhất của tôi, anh đã thương tôi ngần ấy năm, thôi thì cứ nhịn tôi đi. Đào nhiên phí độ, đào nhiên, tôi mời anh ăn cơm nhé. Nhìn thấy cậu là tôi no rồi. Đào nhiên dùng một tay ấn đầu phí độ, kêu ai là đào nhiên, đó. Đừng có mà không biết lớn nhỏ với tôi. Tôi, một câu bày tỏ tình cảm ra đến môi phí độ, lập tức lại đột nhiên đổi điệu, đây là cái quỷ gì vậy? Thì ra anh cảnh sát đào nhiên tác phong đơn giản, cặp đeo chắc phải sản xuất từ thời nhà Thanh, thật sự lâu năm rồi không sửa, dây kéo thường xuyên tự bung ra tùy tâm trạng, phí độ không chú ý, cũng không phân rõ đầu đuôi, sơ ý để cặp chuối đầu xuống, một tập hồ sơ rơi ra, mấy tấm ảnh lộn xộn rơi xuống đùi, khuôn mặt thi thể dưới ánh sáng lờ mờ trông đặc biệt dữ tợn. Phí độ lập tức dùng mình, nếu không phải đã thắt dây an toàn thì chắc hắn đã nhảy bật lên, ảnh này chụp người chết hả? Sao khó coi quá vậy? Đó là tài liệu quan trọng, đừng tùy tiện đụng vào, mau cất đi cho tôi. Phí độ thẳng cổ một cách cứng ngắc, kiên quyết không chịu cúi đầu đối mặt với người chết trên đùi, không, không được, tôi sợ máu. Không có máu đâu. Đào Nhiên mệt mỏi thở dài, đến cả Lạc Văn Chu quỷ kiến sầu cậu còn không sợ, thì sợ gì người chết. Phí Độ sờ soạng nhét ảnh và tài liệu giải rác vào túi đựng hồ sơ, dùng một tay che mắt, thận trọng liếc thử, quả nhiên không thấy máu, bấy giờ mới khẽ thở phào nhẹ nhõm, nhón từng tờ tài liệu vương vãi như thể gỡ mìn, bỏ chúng lại chỗ cũ. Nhiệm vụ gian khổ khiến phí độ đàng hoàng được 5 phút, lát sau hắn đột nhiên hỏi, bị giết à? Đào nhiên đáp một tiếng, ừ, nhưng còn đang điều tra, tình tiết vụ án không thể tiết lộ. Phí độ à một tiếng, quả thật không hỏi thêm. Hắn bỏ túi đựng hồ sơ về vị trí cũ, đóng lại lần nữa, cúi đầu nhờ ánh sáng mờ nhạt nghiên cứu dây kéo hỏng, thuận miệng nói tội nghiệp. Đào nhiên, hửm, tràn trề khát khao đi gặp một người, không ngờ người ta cảm thấy hắn chết thì tốt hơn phí độ ngắm nghía khóa kéo một hồi bắt tay vào sờ mó đào nhiên sửng sốt sao cậu lại nói thế à phí độ nói không phải các anh đã chụp riêng áo ngoài của nạn nhân sao nhãn mác trên đó vẫn chưa cắt đã điều tra về bộ quần áo ấy nó được bán trong một cửa hàng nhỏ gần đó chủ cửa hàng và camera đều chứng thực quả thật là do nạn nhân tự mình đến mua Tôi đầu nói là hung thủ mặc lên, chẳng lẽ giết người còn cần bỏ thêm một bộ quần áo. Phí độ bật cười, quần áo mới chưa cắt nhãn mác đã mặc đi ra ngoài, rất có thể là giá khá đắt, vượt qua mức chi tiêu của hắn, lại vì một vài trường hợp cần phải mặc, cho nên hắn muốn mặc một lần rồi trả, một số sinh viên không mấy dư giả lúc mới bắt đầu phỏng vấn sẽ làm như vậy đấy hắn thuận tay trai à. Đào Nhiên khựng lại, anh đã tới phòng trò của Hà Trung Nghĩa một chuyến, mau chóng nhớ lại vị trí của đồ đạc, không phải Phi độ nhún vai, dấu mòn của giày bên trái rất rõ tình huống tay và chân thuận không cùng một bên đương nhiên cũng có, nhưng tôi cảm thấy khả năng lớn hơn là đôi giày này đi mượn. Thế nhưng, dựa theo lời khai của ông bảo vệ kia, người Hà Trung Nghĩa gặp trước khi chết nên là nam giới thân quen, quá nửa là đồng hương, thậm chí có khả năng là họ hàng không thì đã chẳng sử dụng tiếng địa phương. Lúc này vừa vặn đã đến nơi, đào nhiên dừng xe, ý của cậu là... Khi còn sống nạn nhân cố ý ăn mặc đẹp, rất có thể người cậu ta gặp là một cô gái. Cũng không nhất định, tuy rằng tốn tâm tư mượn quần áo và giày, nhưng cách ăn mặc thiên về trang trọng, tôi thấy giống đi phỏng vấn xin việc, hoặc gặp một người hắn rất kính trọng hơn. Nếu là đi gặp con gái, cô gái đó hẳn cũng là lần đầu gặp mặt qua sự giới thiệu của người khác. Phí độ kéo khóa mở cặp rồi lại đóng vào, thử lôi nhẹ, quả nhiên không bung nữa, hắn đưa cặp cho đào nhiên, đầu dây kéo bị lỏng, Tôi xiết lại cho anh rồi ví dụ như nếu tôi đi gặp anh, tôi sẽ không đóng nguyên bộ, mà chỉ xịt thêm một ít nước hoa. Mắt phí độ màu hơi nhạt chứ không phải thuần đen, ở trong tối đặc biệt rực sáng. Lúc hắn chăm chú nhìn ai, đôi mắt luôn như có chuyện muốn nói, khiến người ta không tự chủ được chìm vào đó. Tiếp thay, đội phó đào bị mù. Anh chỉ rất nghiêm túc cân nhắc dây lát theo lời phí độ, hơi suy tư hỏi, vậy cậu cảm thấy sau khi giết chết một người? dán tờ giấy trên chán lại có ý nghĩa gì phí độ tẻ ngắt thu ánh nhìn về à có thể là phòng ngừa xác chết vùng dậy đào nhiên cũng có thể là giết người xong hối hận vô thức bắt chước động tác của người khác bày tỏ sự tôn trọng và nỗi bi thương dành cho người chết đào nhiên suy nghĩ một chút hỏi tiếp nếu không phải che cả khuôn mặt thì sao ví dụ như chỉ là một mẩu giấy nhỏ dính vào tóc người chết che mỗi một đoạn từ chán đến giữa đôi mắt Chán, người lớn dạy dỗ con cháu, kẻ cường thế ức hiếp kẻ nhược thế, phạt thú cưng. Đều đánh vào chán còn có khả năng là đại diện cho một nhãn hiệu, chỉ có đồ bán trong cửa hàng mới dán, mà trên tờ giấy viết gì vậy? Tiền. Phí độ nhớ mày, đôi mày dài cơ hồ vào tới tóc mai, trông có sự tuấn mỹ lạnh lùng. Thế nào? Không biết, một chữ quá ít, giải đọc quá mức dễ nhầm lẫn. Phí độ cười, đào nhiên, đến nhà anh rồi đào nhiên định thần lại, lúc này mới ý thức được mình đã thảo luận quá nhiều với hắn. Anh mở cửa xe muốn đi, bỗng nhiên nhớ tới điều gì đó, lại quay đầu hỏi, cậu ăn cơm chưa, lên chờ một lúc, tôi nấu cho bát hoành thánh. Phí độ rõ ràng sừng sốt, ánh mắt tích tắc né tránh, anh mời tôi lên nhà anh. Không sợ tiến triển quá nhanh à. Mặc dù hắn nói rất mở ám, song người lại ngồi nguyên trong xe không nhúc nhích. Không muốn vào thì cứ nói, dù sao cũng chẳng thiếu miệng cậu. Đào nhiên giữ cửa xe, hơi khom lưng, giơ tay ra. Phí độ mù mờ chia tay, đào nhiên móc ra một nắm gì đó nhét vào tay hắn, lúc muốn hòa vào biển rộng, cách tốt nhất là cậu hãy thay quần áo, tự mình xuống bơi vài vòng, thay vì ôm cứng phao cứu sinh mà ngâm chân ở bên bờ cậu không hề muốn bẻ không anh, đừng làm ẩu nữa, anh về đây, lái xe chậm thôi. Phí độ im lặng nhìn đào nhiên đi vào khu lầu trò hơi cũ, Cúi đầu nhìn thứ anh đưa cho mình. Đó là tấm thiệp tặng kèm hoa buổi sáng, mùi nước hoa vẫn chưa bay hết và một nắm kẹo sữa. Kẹo sữa là một nhãn hiệu rất xưa, đã nhiều năm không còn thấy bán, phí độ vẫn cho rằng nhà máy đóng cửa rồi, chẳng biết Đào Nhiên kiếm ở đâu ra. Hoặc có thể là kẹo đã hết hạn hồi xưa ăn còn thừa, dù sao cũng là hàng rời không thấy ngày sản xuất. Phí độ bóc một viên ra ăn kẹo rẻ tiền ngày xưa, vị rất tệ, lại còn dính răng may mà đủ ngọt. Hắn mở nhạc, tiếp tục phát đi phát lại bài hát khiến đào nhiên nhíu mày, im lặng ngồi đó một lúc. Cho đến khi ăn hết cả nắm kẹo, hắn mới dậy đổi sang ghế lái, vừa cử động, hắn phát hiện còn một tấm ảnh rơi trên xe. Đó là một tấm ảnh thẻ rất nhỏ, rơi vào cái hở của ghế, lúc nhặt không nhìn thấy. Phí độ bật đèn trong xe, cầm tấm ảnh thẻ thuộc về người chết lên. Khác với thi thể mặt xanh nanh vàng khi nãy, lần này, hắn đã thấy rõ mặt mũi người chết. Phí độ nhìn chằm chằm vết sẹo hình trăng khuyết trên trán người thanh niên ấy, từ từ nhíu mày. Đọc thầm. Quyển 1. chương 5, Julian 5. Sáng sớm hôm sau, Lạc Văn Chu về cục trước, nói chuyện với cục trưởng trương một lúc, mới cùng đào nhiên đến phân cục khu hoa thị. Vừa đậu xe xong, Lang Kiều đã tới trước liền ra đón. Lang Kiều đưa hai ly cà phê, nhỏ giọng nói, sao giờ các anh mới đến, mã tiểu vĩ bị bắt rồi, họ nhận định cậu bé bị tình nghi gây án, sáng sớm hôm nay đã trực tiếp nhét vào xe cảnh sát giải về, xe của cánh truyền thông mạng bám theo suốt dọc đường, vừa mới bị đuổi đi xong. Đào nhiên nghe thế sốt ruột, cái gì? Lạc Văn Chu đè vai anh lại, là bắt theo đúng trình tự. Lang Kiều thở dài, thì thào rất khẽ, đội trưởng, lão già Vương Hồng Lượng đó đang dõi chặt, không thể xảy ra sơ suất thế này đâu. Lạc Văn Chu trầm giọng hỏi, chứng cứ là gì? Là di động, làm Kiều mau chóng nói, việc này đặc biệt kỳ lạ, di động của nạn nhân Hà Trung Nghĩa nằm ở chỗ bạn cùng phòng mã tiểu vĩ bên phía chính quyền nói là, đêm qua cảnh sát phụ trách vụ án ở phân cục nhận được tin báo, nói nhìn thấy mã tiểu vĩ cầm một chiếc di động mới trông giống của nạn nhân Hà Trung Nghĩa đánh mất, phân cục lập tức cho triệu mã tiểu vĩ đến, tìm được chiếc di động kia, còn kiểm tra được vân tay của mã tiểu vĩ và nạn nhân trên đó. Lạc Văn Chu cao mày, Đào nhiên hỏi tới cùng, là ai báo? Làm sao người báo nhận ra mã tiểu vĩ cầm là di động của Hà Trung Nghĩa? Nghe nói loại di động đó là kiểu mới ra, còn là của hãng đắt tiền, chỗ họ rất ít người dùng. Cái của Hà Trung Nghĩa hình như là do họ hàng tặng, lúc mới cầm về mọi người đều đã xem qua, có ấn tượng rất sâu. Là ai báo, vì sao mà báo, những điều này đều không quan trọng, cho dù đám vương hùng lượng xông vào lục soát, sau đó cũng có thể bịa ra một người tố cáo, lạc văn chu khoát tay mấu chốt là chiếc di động đó cầm di động của nạn nhân cũng không có nghĩa là mã tiểu vĩ chính là hung thủ bằng chứng này không đủ chặt chẽ có phải mã tiểu vĩ còn nói chuyện gì không nên nói hay không có người tra tấn ép cung không anh đoán đúng rồi lang kiều nhìn ngó xung quanh như ăn trộm thấy không có ai mới tiếp tục tra tấn ép cung chắc chưa đến mức đâu để được đi làm sớm nhóc con đó đã khai man tuổi đêm qua em đã nhờ người cha thử cậu nhóc đã sửa giấy tờ thực tế năm nay mới 16 tuổi, chắc vừa bị dọa đã khai hết. Người ta hỏi di động ở đâu ra, cậu ta quanh co một lúc sau đó nói là nhặt được. Còn là nhặt ở hiện trường, Lạc Văn Chu lắc đầu, lại hỏi nhặt khi nào. Có phải cậu ta còn nói là khoảng 9 giờ 15, nghe tiếng cãi nhau xuống lầu xem thử thì nhặt được. Lang Kiều nhún vai. Trong tình huống có nhân chứng vật chứng thời gian địa điểm, nói mình chạy đến hiện trường nhặt di động giữa lúc vụ án xảy ra hung thủ là ai tôi không nhìn thấy lạc văn chu không nói gì nổi đưa tay cọ mạnh cầm mình rất nhiều năm rồi anh chưa gặp hung thủ nào thành thật như vậy lang kiều còn chưa kịp đáp đã thấy vương hùng lượng hăm hở đi tới hôm qua tôi đi mở một cuộc họp về vấn đề an ninh trong khu chỉ vắng mặt có một lúc mà sao mới về đã nghe cấp dưới nói bắt được nghi phạm rồi các lãnh đạo trẻ trên cục đúng là chuyên nghiệp xem hiệu suất này sắc mặt lạc văn chu vốn hơi sầm xuống lại gượng ra sự ấm áp anh đáp lại một nụ cười không chê vào đâu được anh vương chỉ giả vờ khách sáo trong lòng chẳng biết phải ghét đám đến tranh công bọn em cỡ nào vương hùng lượng cười tít cả mắt hai chiếc răng cửa nguy nga từ hai bên môi nhô ra đều là vì nhân dân phục vụ công lao công liếc gì chứ song lão khoe thành tích chưa dứt lời lang kiều đã đột ngột sen vào phân cục trưởng vương vụ án này vẫn chưa đủ chứng cứ nghỉ hung khí chưa tìm được Mã Tiểu Vĩ cũng không nhận là mình làm, trong đây còn rất nhiều điểm đáng ngờ, ông xem phần sau có còn công việc gì cần bọn tôi hỗ trợ không? Làng Kiều là mắt đèn pha hàng thật giá thật, chủ nhiệm Tăng Quảng Lăng chuyên gia pháp y trên cục đã tự mình giám định, nói mắt cô còn to hơn mắt Tiểu Yến Tử trong phim. Để tránh khoe mắt có nếp nhăn, Làng Kiều không chịu cười tùy tiện, trường hợp đặc biệt không thể không cười, hầu hết cũng chỉ động miệng còn khoe mắt vẫn đơ nguyên, dần già luyện được công phu ngoài cười trong không cười tuy rằng bản chất là một kẻ ngốc, nhưng thoạt nhìn đặc biệt sang chảnh. Bình thường thẩm vấn phạm nhân, đóng vai mặt đen và một số hung thần ác sát, cô đều có thể một mình gánh hết ngon ơ. Lam kiều miệng nói là hỗ trợ, giọng điệu lại như gây sự, dùng đôi mắt to hãi người lạnh lùng trừng vương hùng lượng, khiến hai cái răng cửa to cành vì nhân dân phục vụ của phân cục trưởng phải co về trong miệng. Vương hùng lượng biến sắc, tiểu lang, cô có ý gì đây? Ôi trời, tiểu kiều nhi, sao chẳng biết nói chuyện gì vậy? Lạc Văn Chu giơ tay cản lại, che lang kiều ở đằng sau, quát cô một câu không nặng không nhẹ, sau đó từ trên cao nhìn xuống vương hồng lượng, mỉm cười giả dối, phân cục trường, mấy bữa nay bọn em cũng chưa giúp đỡ được gì, công việc về sau có gì cần tới, anh cứ việc phân phó. Vương Hồng Lượng rất kiêng rẻ anh ta, không tiện trở mặt, lập tức làm bộ không hiểu lời này là tốt hay xấu, hừ một tiếng quay người bỏ đi. lang kiểu chống nảnh liếc bóng lương lão, em nghe nói đơn tố cáo lão già này nhét đầy cả hộp giày, mà sao lão còn kênh kiệu như thế? Lạc Văn Chu ngậm một điếu thuốc, liếc cô nàng, lỡ lần này không thể cách trước lão, em không sợ mai kia lão trèo lên đầu, kiếm chuyện với em à? Hừ, làng kiều trợn mắt, cùng lắm thì nghỉ làm, về sau dựa vào nhan sắc kiếm ăn. Con gái con đứa đừng có mà không biết xấu hổ, nụ cười thoáng qua trên mặt Lạc Văn Chu, anh lại nói, cậu bé mã tiểu vị kia, hoặc là hung thủ, hoặc là thiếu đầu óc. Cá nhân tôi nghiêng về giả thuyết thứ hai, bởi vì nếu là tôi giết người, sau đó tôi nhất định sẽ nghĩ ra một câu chuyện hợp tình hợp lý, cho dù nói mình ở nhà xem tivi không nghe thấy gì hết cũng tốt hơn là kể chuyện ma cho cảnh sát. Tính tới bây giờ, vẫn chưa phát hiện một tẹo dấu vết nào của hung thủ ở hiện trường, kẻ này to gan thận trọng, bình tĩnh tàn nhẫn, có ý thức phản điều tra rõ ràng, tôi không tin hắn có thể ngu ngốc như vậy tôi cũng cảm thấy không phải. Đào nhiên bằng giam ba câu thuật lại một lần những lời tối hôm qua phí độ nói lúc ở trên xe, như vậy xem ra, cần phải tra từ các mối quan hệ cá nhân của Hà Trung Nghĩa, ví dụ như chiếc di động kia rốt cuộc là ai tặng, tôi cảm thấy có lẽ có thể hỏi thử người cho mượn giày. Lạc Văn Chu nghe xong ù một tiếng, Trần Trừ nói, ông nói giày là đi mượn. Nhận định này rất, đào nhiên, đây không phải là nhận định của tôi. Lạc Văn Chu thoạt đầu sừng sốt, sau đó lại như tâm linh tương thông với đào nhiên tích tắc đã biết xuất xứ của những lời này phúc chốc nhíu mày phí độ tôi đã bảo ông rồi tốt nhất là đừng cho tên nhóc đó tiếp xúc với những chuyện này tôi biết hôm qua là ngoài ý muốn thôi đào nhiên ngắn gọn cắt ngang đề tài này lại hỏi ông cảm thấy lối suy nghĩ này thế nào có thể cứ thử bắt đầu điều tra từ đôi giày kia xem lạc văn chu quyết định đào nhiên tiếp tục đi theo vụ án này lang kiều em chú ý tổ chuyên án bên phía Mã Tiểu Vĩ, Mã Tiểu Vĩ có không ít điểm đáng ngờ, xem cậu ta còn biết chuyện gì. Ngoài ra, hãy đề phòng các thủ đoạn nhỏ của cấp dưới Vương Hồng Lượng, tôi đi chân áp Vương Béo, có gì cần cứ gọi điện liên lạc bất cứ lúc nào đi thôi, các anh chị trai xinh gái đẹp, hôm nay tăng ca không có tiền nhé. Trong lòng Lam Kiều có cả một ngọn núi tò mò, chờ Lạc Văn Chu vừa đi, cô vội vàng đuổi theo đào nhiên, đội phó, cậu chàng đẹp trai hôm qua rốt cuộc là ai vậy? tại sao sếp lạc nói không cho cậu ta tiếp xúc với vụ án? Đào nhiên, đương nhiên không tiện để cậu ta tiếp xúc rồi, cậu ta có phải cảnh sát đâu. Lang kiều không chịu bỏ qua, thế tại sao vừa nghe nói đó là ý kiến của cậu ta, sếp lại lập tức gật đầu. Người đó là cô Na à. Đào nhiên thở dài, quay đầu nhìn cô. Lang Kiều gắng sức mở to đôi mắt vốn đã rất có cảm giác tồn tại, lấp lánh nhìn anh. Đào nhiên, chớp ra nếp nhăn rồi. Lang Kiều vội vàng dùng ngón tay căng mắt lên. Đào nhiên dừng một chốc, đơn giản nói, phí độ là người. Bảo án trong một vụ trước kia anh và Văn Chu cùng nhau xử lý, đó là chuyện từ 7 năm trước. Khi ấy Lạc Văn Chu và Đào Nhiên đều mới tốt nghiệp, toàn là thanh niên miệng không dâu làm việc chẳng vào đâu. Đặc biệt là Lạc Văn Chu, xuất thân con cháu cán bộ, lúc trẻ cực kỳ kiêu căng, bảy không phục tám khó chịu, tự nhận là tài hoa hơn người, xếp hạng nhất thế giới còn hạng hai là cái ông già nước Anh tên Sherlock Holmes kia. Mỗi ngày anh ta đều cảm thấy mình không phải đang đi làm, mà là đi cứu vất hệ ngân hà, làm việc rất linh tinh, mới đầu thực tập ở cơ sở, cho đi hòa giải mâu thuẫn trong khu, anh ta có thể biến nó thành một cuộc chiến đấu. Chập tối hôm ấy vừa vặn phải bắt một băng cướp chạy khắp nơi, liên quan nhiều vùng, người ở trên cục, dưới các phân cục thậm chí đồn công an đều bị điều động hết, chỉ còn Lạc Văn Chu và Đào Nhiên hai thanh niên bị các tiền bối bảo là thành sự không đủ bại sự có thừa ở lại trực. 110 tiếp nhận, nói trong khu vực bọn anh quản lý có một đứa trẻ báo án, cậu bé cuối tuần nghỉ học về nhà, phát hiện thi thể mẹ mình. Cậu bé đó chính là phí độ, lúc ấy còn đang học trung học. Lang Kiều sừng sốt. Sau đó, bọn anh điều tra ra quả thật là mẹ cậu ta tự sát, Văn Chu tự mình đi nói, nhưng cậu ta không tin. Từ đó về sau, Hai người họ liền hơi xung khắc. Trong khi nói chuyện, Đào Nhiên đã tới cửa phân cục, hẳn em đã nhận ra, nhà họ tương đối giàu có, cha là con người của công việc, đi công tác quanh năm, gia đình xảy ra chuyện cũng phải mấy ngày mới về. Phí độ hồi nhỏ hơi lầm lì, đổi mấy bảo mẫu đều không khá hơn, bình thường chỉ một mình ở trong căn phòng từng có người chết. Đây là vụ án nghiêm túc đầu tiên qua tay hai người bọn anh, ý nghĩa khác biệt, thành thử cả hai đều không quên được đôi lúc thấy cậu bé ấy không ai quan tâm thật sự tội nghiệp, ngày lễ ngày Tết anh bèn đón về ở vài ngày. Đoạn thời gian ấy cậu ta tiếp xúc tương đối nhiều với bọn anh, dần già, bọn anh phát hiện cậu bé này có thiên phú đặc biệt. Lang Kiều, thiên phú gì? Đào nhiên dừng một thoáng, nói nhỏ, phạm tội. Lang Kiều lập tức chú ý tới, anh dùng từ phạm tội thay vì suy luận hay điều tra nọ kia, xong không đợi cô gặng hỏi, đào nhiên đã kết thúc câu chuyện, phất tay chào cô rồi rào bước đi. Phần này đến đây là hết. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn.